Cầu nguyện mở đầu buổi họp. Cầu xin các đấng chân sư cao cả ban ân lành che chở cho chúng con và giúp cho chúng con được thông minh sáng suốt, kiên tâm học đạo để mau đến đài minh triết thiêng liêng. Cầu xin ở khắp nơi những người có thiện chí lập theo trong tinh thần cộng tác học đạo để cùng nhau thúc đẩy sự tiến hóa chung. Cầu xin những quyền lực của ánh sáng ban sự giác ngộ đến cho tất cả nhân loại và tinh thần hòa bình ban giải khắp thế gian. Kính chào tất cả các anh các chị. Hôm nay mình là ngày đầu năm, thành ra tôi đại diện chi bộ phụng sự chân lý. Kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy minh triết thiêng liêng. Và hôm nay có thiếu tiền liên rất là đặc biệt đầu tiên đến đây. Tôi xin đọc một cái đoạn trích ở trong quyển trong cái bài của Đức Văn Minh Đại Đế, tức là Maha Kohang á, là Thánh Thư 1881. Thì trước khi đọc tôi có nói sơ sơ là kỳ trước chị Chi có nói về vấn đề Đức Phật hiện, tức là sau khi Đức Phật tịch diệt rồi đó thì có một số công việc mà Đức Phật chưa hoàn tất ở thế gian. Thành ra Đức Phật trở lại mỗi năm một lần để mà ban ân lành cho nhân loại và tất cả những cái vị cao cả cũng vậy, không thể nào mà làm tròn nhiệm vụ của mình trong một kiếp hết. Thì trong Thánh Thư 1881 á, Đức Văn Minh Đại Đế có nói như thế này: trong quá khứ không một sứ giả chân lý nào, không một nhà tiên tri nào, kể cả Đức Phật, thực hiện đầy đủ mục đích ngay trong kiếp sống của các ngài. Con chim bồ con trắng của chân lý chỉ tìm được một chỗ khiêm nhường đủ để đặt đôi chân mỏi mệt của nó. Đã đến lúc minh triết thiêng liêng phải ra đấu trường, Hội thông Thiên học đã được chọn là viên đá đầu tiên làm nền tảng cho việc thành lập tôn giáo trong tương lai của nhân loại. Đến lượt con cháu của người Thông Thiên học phải trở nên những nhà Thông Thiên học hơn bất cứ điều gì khác. Như vậy, bữa nay chúng ta có rất nhiều con cháu của nhà Thông Thiên học ở đây. Và một trong những người đó là anh Quấn từ Washington xuống. Anh sẽ thuyết trình về đề tài hào quang của con người. Xin mời anh Quấn lên diễn đàn. Xin thân ái chào tất cả các anh các chị. Cũng xin cảm tạ các huynh các tỷ của chi bộ chân lý, đặc biệt cho chị Vân đã có lòng nhường lại diễn đàn cho một kẻ đến từ nơi rất xa, nơi thiếu ánh sáng đẹp như thiếu ánh nắng như nắng đẹp Kali, ánh nắng đẹp như vần Hawaii. Không biết phải tại dân si ở cầu thế không mà trời mưa bắt đầu mưa xuống. Cái này là trời ban lộc xuống lên. Hôm nay nhân dịp đầu xuân, trong không gian rất tươi đẹp, thanh tịnh, đề tài của chúng nhân dịp đầu năm cũng xin có lời chúc gửi tất cả chúng ta thanh tịnh, can trần và an trụ chân tâm. Đề tài của chúng ta hôm nay là hào quang của con người. Đề tài có nhiều màu sắc, hy vọng nó cũng hòa điệu phần nào với lại cái không gian mình đang có ngay tại đây, ngay trong căn phòng này, thanh tịnh, tươi đẹp. Trong vòng 20 phút nữa, đề tài chúng ta sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Từ trong chúng ta ai cũng đã từng chắc sẽ nhìn thấy những cái hình như thế này, một phần ánh sáng bao xung quanh đầu một vị thánh, có vẻ như biểu tượng cho minh triết hay bác ái. Và chắc cũng không ít lần chúng ta từng thắc mắc là liệu những chuyện như vậy có hay không.
có hay không thì ai trong chúng ta ngày hôm nay trong cái thời đại này cũng đã quen với cái ý niệm rằng điều gì mà ngũ quan không cảm nhận được thì không nhất thiết là không tồn tại. Thí dụ như tia cực tím chẳng hạn, mình không thấy, không cảm nhận được bằng giác quan, nhưng nó vẫn có đó. Từ 2500 năm xưa, có một câu ngạn ngữ nói là hãy đến để khám phá. Câu ngạn ngữ không nói đó, hãy đến để tin. Có lẽ vì một cái trí hoài nghi thì nhiều phần an toàn hơn một cái niềm tin mù quáng. Nội dung của cái đề tài hôm nay thì chúng ta sẽ định nghĩa và nói đặc tính hào quang một chút là và khảo sát hình của một hào quang. Kế đó chúng ta sẽ nói đến tương tác thanh lọc giữa các thể và cũng là tương tác thanh lọc hào quang. Bây giờ chúng ta hãy theo dấu cái đèn trên trời này bước vào chương trình. Chúng ta đang bay trên một cánh đồng đẹp, nhiều màu sắc, hài hòa, đẹp như vầng hào quang, dầu chúng ta chưa bao giờ thấy hào quang mà cũng biết hào quang có thật hay không. Nhìn những cái dòng màu sắc này có thể có một cách nói vui là liệu ta có thể nghe được màu sắc nói gì hay chăng? Màu sắc có thể cũng có cái ngôn ngữ riêng của nó, có vậy hay chăng? Một chút nữa chúng ta có dịp đi sâu vào cái hình này. Giờ chỉ nói tổng quát, đây là cái hình hào quang của một những vị được coi là có thông nhãn, clairvoyant, thấy được và diễn tả lại cho họa sĩ vẽ. Cái hình chính giữa là cái thể xác của mình, cái thể xác của con người. Xung quanh đó khoảng chừng 30 feet ra ngoài là một vần ánh sáng nhiều màu, hình cứng. Một chút chúng ta sẽ có dịp đi sâu vào chi tiết cái hình này. Mỗi màu sắc, mỗi dấu vết trong này nó là biểu lộ của cái chuyện gì, của cái đặc tính gì. Một cách tổng quát thì có thể nói ngay rằng hào quang không phải là cái một quan điểm của khoa học. Khoa học chắc là không công nhận, cũng chưa bắt đầu khảo sát. Nếu có chăng là có những cái thí nghiệm mà chưa đủ để khoa học cho đó là một chứng cứ để thuyết phục. Nói tóm lại, khoa học không coi hào quang là có thật. Có nhiều thí nghiệm, có vẻ là thí nghiệm họ tìm thấy, họ khám phá ra được một dần ánh sáng nào đó xung quanh thể xác, nhưng có vẻ đó là chỉ là cái ánh sáng của cái thể phách. Mình còn biết qua tiếng Anh là vital body hay là etheric body. Thì có vẻ những cái thí nghiệm có vẻ là hứa hẹn nhưng vẫn chưa đủ gọi là chứng cứ để nói cho khoa học nói rằng đó là hào quang. Bởi vì thế, để nói về hào quang thì hiện giờ chúng ta dựa vào tài liệu của Theosophy. Nói một cách nôm na thì hào quang là sự tỏa sáng của những đặc tính, tinh thần, trí tuệ và cảm dục của con người. Đó là cách nói nôm na, bây giờ mình chỉ mới tổng quát thôi. Hào quang phát sinh ra từ tư tưởng và những cảm xúc của con người. Kế đó, tư tưởng và cảm dục của con người, chính tư tưởng và cảm dục con người chính là những cái làn rung động, là năng lượng. Cái khi ta suy nghĩ một cái điều chi á, thì nó sẽ discharge, nó sẽ gây ra một cái làn rung động trong không gian tương ứng, và nó sẽ để lại dấu vết màu sắc hay là những cái hình kỹ hà có trong cái môi trường tương ứng. Đó là một cách tổng quán tôi nói về hào quang. Giờ chúng ta có thể đi vào. Để nói thêm thì khi mà nói là mỗi làn rung động đó, nó để lại một cái dấu ấn, dấu vết riêng trong không gian. Thì giờ chúng ta hãy xem cái hình cậu nhạc sĩ Tí Hon này. Cậu ta chuẩn bị chơi một bản nhạc. Chuyện gì xảy ra khi cần đàn rung lên? Theo khoa học đã khám phá ra somatic là mỗi tần số rung động kể cả âm thanh và ánh sáng đều để lại những dấu ấn riêng, đẹp như cái hình, những hình bông hoa này, những hình kỹ hà mà người ta gọi là somatic. Mỗi tần số rung động để lại một dấu ấn đặc biệt
có thể nói là mỗi cái cymatic là một footprint, một cái signature của một cái tần số rung nào đó trong vũ trụ. Đây là một cái ngành khá mới và nhiều hứa hẹn. À, ngoài ra khi cậu bé rung lên cần đàn thì còn có một cái hiệu ứng phụ nữa. Là làm con bé, làm cô em gái phát chán, ngủ ngu gục. À, để nói về hào vang quang thì như hồi nãy nói tổng quát là do cái rung động của tư tưởng và cảm dục của con người gây ra những làn rung động và nó biểu lộ thành màu sắc có xung quanh, bao bọc xung quanh người. Do đó chúng ta sẽ nói về tư tưởng và cảm dục của con người. Thì tư tưởng và cảm dục con người lặp lại thì đó là những làn rung động. Những làn rung động như những sóng điện từ có vẻ là vậy. Thì đối với khoa học chứ, thì theo giáo sư Emoto nào của Đại học Yokohama ở Nhật, thì ông ta cho rằng rung động cảm xúc con người làm thay đổi cấu trúc tinh thể của nước. Và ông ta đã chứng minh điều này. Nó có thật đến chừng mực nào mình không biết, không có. Và có những khám phá khác là theo giáo sư Wiseman, một giáo sư khá nổi tiếng về trường phái hoài nghi, skeptical, thì ông ta lại dám nói rằng có thể tiếng nói của ông ta rất lạc lõng trong cái thế giới của khoa học hiện nay, rằng thần giao cách cảm đã được chứng minh trên cái quan điểm của khoa học. Nhưng ông ta khuyên rằng sự khám phá, sự thí nghiệm nên mở rộng hơn và nên nâng cái standard, cái tiêu chuẩn nó lên một tầm mức cao hơn, với cái quy mô lớn hơn, thu thập được nhiều chứng cứ hơn để nó có thể thuyết phục. Nhưng theo ông ta thì thần giao cách cảm là điều có thật, điều mà nếu đó là đúng thì nó củng cố cho cái quan điểm của theosophy là cảm xúc, tư tưởng của con người là những cái làn rung động. À, từ cảm xúc của con người và tư tưởng của con người, chúng ta nói đến con người, một cô bé đang mơ mộng. Con người là một thực thể tự ý thức, có tự do ý chí và tự sinh hoạt. À, để nói về con người thì có lẽ chúng ta cũng nên ôn lại rất nhanh. À, nhất là cho những anh chị đó lần đầu tiên nghe nói điều này. À, đây cũng là quan điểm của philosophy thôi. Con người chúng ta không phải chỉ thể xác, đương nhiên các anh chị của chi bộ chân lý thì điều này nó biết quá rõ, chỉ là điều ôn. À, các thể con người không phải chỉ là cái thể xác xác thịt này, và con người thật của chúng ta còn có đến 7 thể. Nó còn có tam thể thượng là 3 thể cao và 4 thể thấp. 3 thể thượng thì còn gọi là chân nhân, real man, nó bất tử. À, tên gọi của 3 thể đó là Atma, Buddhi, Manas, không biết tiếng Việt là gì, mình cũng không biết. Và con người còn có 4 thể thấp, được gọi là phàm nhân. À, 4 thể này nó luân hồi, reincarnate. Thì 4 thể thấp này gồm 4 cái thể thấp này gồm cái thể xác, physical body mà mọi người đang có thấy rõ ràng đây. Cái thể thứ nhì là thể sinh lực, etheric, hay còn gọi là vital body. Thể thứ ba là thể cảm dục, là cái trung tâm nó phát sinh ra những cảm xúc của con người, gọi là astral body. Và cái thể cuối cùng trong 4 cái thể thấp là lower mind, thể hạ trí, nơi mà xuất phát ra tư tưởng của một người, the thinker. Con người suy nghĩ và cái rung động của cái sự suy nghĩ của tư tưởng, nó sẽ truyền vào bộ óc xác thịt và điều hành cái hệ thần kinh. Chúng ta chỉ tạm ôn lại ngắn vậy thôi. À, một chút chúng ta sẽ có dịp bước sâu vào cái hình hào quang này. Hình hào quang này do một vị huynh trưởng của Theosophy được xem là có thông nhãn, là voyant. Bà làm việc bằng cách bà để đối tượng của mình ngồi trước mặt, bà
diễn tả và đọc cái những cái vần màu sắc này, và có một họa sĩ kế bên vẽ lại và bà điều chỉnh sao cho bà thấy là cái hình vẽ đúng là cái hình bà thấy. Bà sẽ phân tích mỗi màu sắc, mỗi cái dấu vết trong này có ý nghĩa gì. Một chút chúng ta sẽ có dịp đi vào chi tiết. Vậy thì bây giờ câu hỏi đến cái phần là hào quang. Vậy hào quang là gì? Thì trên quan điểm của philosophy thì hào quang là cái vần màu sắc bao xung quanh cá thể của con người. Một vần hào quang màu sắc bao xung quanh cá thể xác của con người. Và hào quang cho đến giờ phút này thì không có cái dụng cụ nào của khoa học, cũng như ngũ quan của chúng ta không thấy được, mà nó chỉ được thấy bởi những người có thông nhãn, clairvoyant. Hào quang là những cái làn rung động, chính là cảm dục của con người và tư tưởng của con người. Khi rung động nó biểu lộ thành màu sắc bao xung quanh cái thể xác con người. Và hào quang biểu lộ đặc tính của người con chính người đó trên cái cõi của tâm thức, như là bồ đề, cõi thượng trí, hài trí, cảm dục và phòng trần. Tất cả các thể nó cùng chiếm trong một cái không gian hiện giờ giống như không gian của thể xác. Thành ra cái vòng hào quang sẽ bao bọc xung quanh mình, nó ló ra ngoài trung bình có lẽ là khoảng chừng 3 feet. Nó hình như cái hình kính. Tiếp tục, hào quang là gì? Thì hào quang nó cho thấy cái trạng thái, bản chất, cảm dục của con người, cũng như là cái trình độ trí tuệ, đạo đức của con người đó trong lúc đó. Và hào quang cũng là đánh dấu cái giai đoạn phát triển và phẩm chất, năng lực của chính người đó. Mỗi màu sắc mà thấy được trong hào quang thì mỗi màu sắc nó biểu lộ một khí chất, một cái tính cách riêng. Một chút chúng ta sẽ có dịp biết đến mỗi màu sắc, mỗi dấu hiệu trong hào quang, ý nghĩa nó là gì theo nhà thông, theo các vị huynh trưởng của philosophy. Có thể đặt ra câu hỏi là những cái tình cảm của chúng ta nó ảnh hưởng thế nào đến các thể của chúng ta, nhất là cái thể cảm dục, tức là cái hào bầu hào quang. Thì những cái tình cảm tiêu cực như giận hờn, ích kỷ, tham lam, có màu, nó thường đó là những làn rung động nặng nề. Thì nó có khuynh hướng, nó có màu nặng, tối, thô, nó trôi xuống đáy hào quang, phần dưới thấp. Và nó ảnh hưởng tức thì đến thể chất như là áp huyết, ảnh hưởng tức thì có thể là trong thời gian ngắn. Ví dụ một cơn giận nổi lên thì có thể nó là thể hiện trong hào quang, là những luồng rung động giống như cái làn luồng mây xám, và trong cái luồng mây xám đó có những tia lửa đỏ bừng xẹt lên trong những cái giây phút mà người đó đang nổi giận. Và cái rung động nó nằm dưới phần đáy hào quang, bởi vì rung động đó tần số nó thấp, nó nặng nề. Theo dấu đàn chim trời. Ta đến phần khác là đặc tính của hào quang. Hào quang có nhiều cái đặc tính mà có thể tóm tắt ở đây. Thứ nhất là hào quang nó co giãn. Ví dụ như khi một người bày tỏ cái niềm thiện cảm của mình đối với người khác, thì hào quang của cô ta hay của anh ta có vẻ giãn nở rộng ra. Hay là khi một diễn giả đang cố gắng bày tỏ cái ý niệm của mình, cái suy nghĩ của mình đối với khán giả, thì hào quang của anh ta có vẻ nó cũng nở rộng ra. Thì đó là theo hiểu biết của philosophy. Nó còn có đặc điểm khác là năng động. Hào quang sẽ thay đổi lẹ làng theo tâm trạng của mỗi người, của chúng ta. Và nó có cơ cấu vững chãi. Mỗi người có cái cơ cấu hào quang đặc biệt, cũng giống như mỗi người chúng ta đều có một cái vân tay riêng biệt. Không hào quang ai giống hào quang của ai, bởi vì chúng ta cảm xúc có khác nhau, ít nhiều khác nhau, hay tư tưởng khác nhau. Nguyên lý cộng hưởng đóng vai trò quan trọng trong cái thành phần và tính kết hợp của hào quang, cùng những cái mối liên hệ nó với trực giác và trí tuệ. Một cái thí dụ là nếu trong hào quang của một người nào đó có cái màu sắc vàng chanh, thì cái màu vàng chanh trong cái hào quang nó là một biểu thị của một khả năng trí tuệ. Thì khi có cái vần ánh sáng màu vàng chanh trong cái hào quang của người đó, thì có nghĩa là người đó có một cái khả năng trí tuệ, có một cái khả năng tư duy trừu tượng, và đồng thời nó cũng
chính cái màu sắc, cái màu vàng cam đó nó cũng đóng vai trò một cái bridge, một cái cầu thông thương cho năng lực đến từ cái cõi cao hơn. Cao hơn, thí dụ như từ cõi trí nó xuống đến cõi cảm dục và nó truyền vào bộ óc xác thịt mình. À, để tiếp tục thì nói về hào quang thì ở đây chúng ta dựa vào phần lớn vào cái tài liệu của bà Dora Kunz, một vị huynh trưởng của Theosophy. Đây là cuốn sách. Bà là cố hội trưởng của hội của giáo xứ chi của giáo xứ Hoa Kỳ phải không anh Hiền? Dạ. Thì mà bà đã mất và bà cũng là từng là giám đốc của Indralaya, một cái được xem như là một thiền viện ở trên một cái đảo đẹp như là đảo thần tiên, đảo Orcas của tiểu bang Washington. Nếu có dịp nào thì mời các huynh các tỷ đến viếng Indralaya, rất rất xinh đẹp, rất an tịnh, cũng có thư viện. Hả? Cái hình đúng cái hình đó, đúng là cái hình của Indralaya, một cái đảo Orcas. Thì bây giờ chúng ta hãy đi vào chi tiết của cái hình này. Thì theo bà Dora Kunz, bà thì những mỗi màu sắc trong đây là cái biểu thị của làn rung động của tư tưởng con người, cảm dục của con người. Thì nhìn chung á, thì hào quang là một cái khối hình trứng, nó bao tròn xung quanh cái thể xác mà nó ló ra ngoài khoảng trung bình có lẽ là khoảng 3 feet. Thì mỗi màu sắc, mỗi cái hình kỷ hà nó đều có cái ý nghĩa thật sự của nó. Nó biểu lộ cái một cái phẩm chất đạo đức hay tinh thần của con người này. Trong cái trường hợp này đó, là đây là cái hình hào quang của một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi. Cô ta là một đứa con, một trong gia đình. Cô ta có cái khuynh hướng ý, con người có ý chí mạnh, con người thích tự mình giải thích vấn đề, có khuynh hướng từ nhỏ. Thì trong cái hào quang quang này tổng quát mà nói thì nó chia làm hai phần, nửa trên và nửa dưới. Thì phần nửa trên thì theo những nhà thông có thông nhãn, những huynh trưởng của thông của Theosophy thì nói rằng cái nửa phần trên đó của hào quang từ cái dải màu xanh này trở lên thì nó là phản ánh, nó là biểu lộ của những cái tính chất, những cái khuynh hướng căn bản của con người đó. Nó biểu lộ cái tính chất của con người thật sự đang là, cũng như là cái khuynh hướng con người này sẽ trở thành. Cho nên nó có vẻ nó cái cơ cấu nó có vẻ nó lâu bền hơn. Trong khi nửa phần dưới thì nó biểu thị cho những cái cảm xúc có hàng ngày, những cái rung động, những kinh nghiệm trong quá khứ. Càng trong quá khứ đã hết rồi, nó không còn ảnh hưởng nữa, thì nó có ảnh hưởng, nó chìm xuống đáy hào quang và nó phai nhạt dần và nó biến mất. Trong cái hình hào quang này chúng ta đi lần lượt vào từng cái dấu vết của nó. Thứ nhất là cái hình trên đỉnh đầu có cái dải màu sắc lavender. Thì đó là theo bà Dora Kunz thì nó là biểu thị của một cái khuynh hướng tinh thần của cô gái này. Và thật sự trong thực tế thì cô gái này đã có cái khuynh hướng từ vài năm trước, khi có cái hình hào quang này thì cô đã khám phá ra triết học Đông Phương và nhất là Phật giáo. Và theo cô thì cô cảm thấy đó là con đường của cô. Thì cái khuynh hướng tinh thần không nhất thiết là Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo gì đó, thì nó đi làm rung động, nó thể hiện thành những vật hào quang, đáp vật ánh sáng màu lavender, màu tím trên thấy trên đỉnh đầu. Và thứ nhì là cái cánh bướm từ tim phát ra màu xanh dương đậm, thì nó là biểu thị của một cái ý chí của cô gái này. Cô gái này có một cái khuynh hướng ý chí, và trong thực tế thì đó là kết quả của 4 hay 5 năm cô ta dùng ý chí mình để thiền định và để khống chế cái tính ích kỷ của mình. Cô ta biết là mình ích kỷ và cô ta ráng khống chế bằng thiền định, và kết quả những cái làn rung động đó trong 4 năm để lại dấu vết là cái dạng hình cánh bướm từ tim phát ra. Tương tự vậy, cái màu dải màu xanh dương, dải màu xanh dương này là cũng biểu thị cho một cái ý chí.
biểu thị cái khuynh hướng của ý chí của cô gái này. Cô gái này là cô gái có ý chí mạnh, và trong một trong những biểu lộ của ý chí là cô ta cũng có cái khuynh hướng thích phê bình, thích chỉ trích. À, nó thể hiện thành cái màu xanh dương đó. À, kế đến là cái hình mỏ neo này là biểu thị, nó là cái biểu thị của một nỗi sợ không tên, mà theo bà Dora Kunz thì nó là một cái nỗi sợ hãi của cô gái này có từ thở nhỏ, mà chính cô cũng không biết cái nỗi sợ đó từ đâu mà có. Cô không hề biết, chỉ biết cái nỗi sợ hãi nó cứ lặp đi lặp lại, nó biến thành những cơn nhức đầu hay là nôn mửa định kỳ. Cái màu, hai cái dải màu sậm xung quanh đây, bên kia bên này cũng tương tự với cái hình mỏ neo, nhưng tất cả đã là qua rồi, chỉ là chuyện của quá khứ. Cái hình mỏ neo này và cái hình dải xanh dương này, xanh màu hơi tối tối này, nó sẽ dần dần phai nhạt đi và nó biến mất, bởi vì nó không còn nữa. Trong hiện tại, lúc có cái hào quang này thì những cảm xúc sợ hãi này không còn nữa, nó đang nhạt dần, dần dừng như nó mất dần năng lượng và nó sẽ phai nhạt, nhạt và nó biến mất đi. Những cái đốm hình xanh dương này là biểu thị một khuynh hướng thích sử dụng ý chí. Những cái hình sáng, hình xanh dương cũng vậy. Bên kia những cái đốm hình màu vàng có trong dải xanh dương là biểu thị một cái khuynh hướng thích dùng trí tuệ mình hơn là cảm xúc để giải thích vấn đề, để giao tiếp hàng ngày. Cái hình gương mặt một đứa bé là bởi vì cô gái vừa có một đứa con, và hiển nhiên cô bỏ rất nhiều thời gian cũng như cái tình thương cho cái đứa bé. Những cái luồng rung động của tình thương đó về đứa bé mình tạo thành một cái hình kỹ hà, có thể nói vậy, để ghi dấu trong hào quang. Cái màu hồng có vẻ chiếm ưu thế trong cái hào quang cô gái này. Thì màu hồng là một biểu thị của, nói chung là tình thương. Nhưng có sự khác biệt cái màu hồng, dải màu hồng ở trên và hồng ở dưới. Trong khi cái dải màu hồng ở trên á, nó là biểu thị của khuynh hướng tình thương của cô trong cái mối tương quan với cái lý tưởng của cô, với cái lý tưởng của cô. Trong, còn cái dải hồng mà dưới á, thì nó biểu thị những cái cảm xúc hàng ngày trong cái mối tương quan với bạn bè, anh chị em, cha mẹ, những người mà cô tiếp xúc, những cái rung động hàng ngày. Nó có thể nó mang ít nhiều thôi, ích kỷ trong đó, có lẽ là vậy. Cái vệt xoắn màu hồng, màu có dạng màu cam trong cái màu dải màu hồng này á, nó là biểu thị, màu cam là biểu thị của niềm kiêu hãnh. Thì trong thực tế thì cô gái này á, rất tự hào rằng cô đã tìm thấy con đường tinh thần của mình. Cô ta thích thú về triết học Đông Phương và Phật giáo, và cô ta tin rằng đó là con đường của cô. Cái niềm kiêu hãnh tạo nên một cái làn rung động lâu ngày để thành dấu ấn, chính là những cái vệt xoắn hình cam này. Còn những cái vệt xoắn này thì những vệt xoắn này nó thể hiện một sự lo âu rằng, cô ta lo âu rằng không biết mình là con người có quá lý tưởng hay không, không biết mình có thực hiện được những cái ước mơ mình hay không. Những cái lo âu đó thì có vẻ như càng ngày nó càng nhẹ đi dần, và có lẽ nó sẽ dần dần nó biến mất, nó sẽ chìm xuống đáy hào quang từ từ và nó phai nhạt đi, nó biến mất khỏi hào quang. Bởi vì có vẻ giờ đây, trong cái giây phút mà cái hình hào quang mà bà Dora diễn tả, thì nó không còn cái năng lượng nó bao nhiêu, cô không còn mấy sợ hãi nữa. Cái dải màu xanh lá cây bao xung quanh cái hình cánh bướm này là thể hiện của một cái tinh thần, một khuynh hướng hài hòa của cô gái này. Cô ta có một khuynh hướng hài hòa đối với mọi người, mặc dầu rằng cô vẫn có khuynh hướng thích chỉ trích, thích phê bình, có khuynh hướng của lý trí. Đó là đại khái vài cái nét về cái hào quang, để mình có một cái khái niệm rằng
mỗi rung động của con người, từ cảm xúc cho đến tư tưởng, đều để lại cái dấu ấn. Và chính cái dần hào quang này cũng có thể coi như là cái thể cảm dục của con người, tức là astral body của con người. Mà người có thông nhãn, hay khi chúng ta bỏ cái thể xác này, chúng ta sẽ sinh hoạt ở cái cõi astral field, thì mỗi người sẽ nhìn thấy nhau qua cái vần hào quang này. Thì có thể nói rằng chính cái bầu hào quang này chính là cái thể cảm dục của con người. Nói vậy cũng có lẽ cũng đúng. Trong sách còn có hình của chính cô gái này 60 năm sau, tức là khoảng cô gái này được tám mấy, 90 tuổi gì đó. Hai hình hào quang về căn bản nó cũng giống, chúng ta sẽ không có thời gian để đi sâu vô. Mình chỉ muốn trong 20 phút mình không có tham vọng đi sâu chi tiết, chỉ có cái hy vọng là mình có cái nhìn rất khái quát. Thì cái hình hào quang của cô gái này 60 năm sau, nó đại khái nó có những cái nét căn bản của phần trên nó cũng giống vậy, nhưng mà cái cấu trúc nó sẽ có vẻ ba lần sau, nó cân đối hơn. Và những cái rung động nặng nề nó đã bớt đi dần sau 60 năm bà đã kinh nghiệm trong đau khổ và tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ, vân vân. Đại khái là vậy, chúng ta không có thời gian đi sâu. Chúng ta bước vào phần khác, tương tác và thanh lọc. Hãy nhìn cái hình này, một ban nhạc tiếng ho. Mỗi người dùng một cái nhạc cụ riêng, và họ đang cố gắng để hòa điệu với nhau trong một bản nhạc. Hình ảnh nó gợi cho ta một cái ý niệm là sự hòa điệu, hay còn gọi là harmony. Chính cái ý niệm về harmony, chúng ta bước vào phần cuối cùng chương trình là thanh lọc, tương tác và thanh lọc giữa các thể. Con người chúng ta có đến 4 thể thấp và 3 thể cao. Các thể đều tương tác, làm việc với nhau. Với cái ý niệm về harmony, chúng ta bước vào cái phần đó. Tương tác và thanh lọc, có nghĩa là tương tác thanh lọc giữa các thể, và từ đó là cũng là chính là thanh lọc của hào quang. Thì cái ý niệm đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến là sự hòa điệu, harmony. Hợp âm của sự sống là một sự tổng hợp hài hòa. Sự sống là bao gồm từ vũ trụ, từng con người, từng sinh vật, cây cỏ, kim thạch xung quanh ta. Mỗi sinh vật có những luồng rung động riêng, và có vẻ những luồng rung động đó nó tạo nên cái hợp âm, đó là sự sống trong cái tổng thể hài hòa. À, khi con người trên cái ý niệm đó, thì khi con người giữ cho cái nốt của mình, cái nốt của mình, mỗi coi như mỗi người có một cái nốt riêng, có thể nói nôm na là vậy. Khi con người giữ cái nốt của mình hòa điệu phần nào với trọn khối, thì anh được mạnh khỏe. Và có thể con câu hỏi đặt ra là có chăng cái nguyên lý hợp nhất, và nếu có thì cái hành động nào thì vi phạm những nguyên lý hợp nhất. Thì những hành động có tính, nói tổng quát, những hành động có tính cách negative, ví dụ như ích kỷ, dựa trên động cơ thủ đắc điều chi riêng cho mình mà gây bất lợi cho người khác, hay là những hành động như cái sự đàn áp, bóc lột, lạm dụng, thì những cái hành động nói trên là đều vi phạm cái nguyên lý hợp nhất trong trời đất, và nó sẽ cho ra cái phản ứng. Thứ nhất là nó tạo ra cái sự lỗi nhịp giữa cái nốt của chân ngã của mình, con người thật mình, với cái nốt chính của thái dương hệ, của vũ trụ, của không gian quanh ta, bao gồm mọi sinh linh. Kế đến là nó, cái sự lỗi nhiễm nó sẽ gây ra cái kết quả là cái khả năng tự biểu lộ qua trí tuệ, tình cảm và thân xác nó sẽ bị giới hạn, và cả ba cùng bị ảnh hưởng. Một lúc, một thí dụ rất nhỏ đi. Khi một cơn giận nổi lên, đó là cái thuộc phạm vi của cảm xúc, một cơn giận nổi lên đó, thì là rung động của nó chẳng những xuất hiện ngay trong cái thể cảm dục, và nó còn ảnh hưởng trực tiếp, nó làm cho cái thể xác của mình, cái áp huyết mình xuống thấp liền. Có một sự tương tác rõ ràng giữa các thể với nhau. Cũng lại là một hình nó tạo nên cái ý niệm của sự hòa điệu. Thể cảm dục tức là cái trung tâm mà chúng ta phát xuất ra cái cảm xúc của con người. Trung tâm phát xuất ra cái cảm xúc con người không phải là bộ óc, ốc xác thịt, mà là một cái thể mà ta gọi là thể vía hay là thể cảm dục. Thì thể cảm dục nó chịu ảnh hưởng bởi
cái sự trong sạch và sự dơ bẩn của thể xác, và cùng lúc đó nó cái sự trong sạch hóa của thể ký và sự phát triển của thể ký nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái thể cảm dục của con người. Thì ở cái cõi tình cảm, tức là cái ở cái astral field, chúng ta tương tác không ngừng với cái môi trường xung quanh gồm đủ loại tình cảm thanh trực. Trong từng giây từng phút chúng ta vẫn phóng ra trong không gian như trong căn phòng hiện nay. Những cái cảm xúc, như trong trường hợp này là những cái cảm xúc chúng ta có bây giờ có lẽ là cái sự an hòa nào đó, thì tất cả nó bao trùm, nó ảnh hưởng tương tác lẫn nhau giống như những cái luồng điện từ như này. Nhưng trong không gian, trong môi trường thì nó còn có nhiều cái cảm xúc đủ loại thanh cho đến nặng nề. Cái thể tình cảm của chúng ta, tức là cái astral body của chúng ta, nó còn ảnh hưởng đến các khối tình cảm, chịu ảnh hưởng các khối tình cảm những người mà chúng ta tiếp xúc. Là một cái hình tạo nên cái ý niệm của một người đang tập trung tư tưởng với chánh niệm, có thấy chữ mindfulness. Thì với cái hình đó, với cái ý niệm về chánh niệm, ta bước vào cái phần cuối cùng là thanh lọc các thể, và cũng là làm cho hào quang nó đẹp. Thì có thể nói rằng tham thiền, tạo thói quen, tập sống trong cái tình cảm bình an, hòa đồng, thông cảm, thì nó sẽ để, và khi những cái cảm giác, những cái tình cảm bình an, hòa đồng, thông cảm nó trở thành thường trụ trong ta, thì nó sẽ giúp ta quản chế được cái phản ứng của ta đối với thế giới bên ngoài. Một cái mở ngoặc nói chơi cho vui là cựu tổng thống Bill Clinton, hàng ngày ông ta đang tập thiền, và chính ông cho rằng đem lại những kết quả rất tốt cho ông. Huyết áp ông ta thấp hơn, hay là tình trạng thể chất cũng ảnh hưởng tốt từ tham thiền. Và nhiều công ty lớn ở khắp nơi thế giới, nhất ở Mỹ, cái phong trào thiền đã trở thành popular. Bằng tư tưởng cao thượng, thể vía và thể trí chúng ta sẽ được thanh lọc. Dù ta không để ý đến, cái sự thanh lọc nó vẫn diễn ra. Nó cũng như là cái luật nhân quả. Tư tưởng tình cảm nó sinh hậu quả về tính tình. Chúng ta chính là cái chúng ta kinh nghiệm và đáp ứng với kinh nghiệm. Đã đến lúc chúng ta phải trở về những cái cánh đồng hồi nãy chúng ta thấy. Trên con đường trở về thì nhiều khi rất cô đơn, như cái chú ngỗng trời này. Chúng ta trở về những khu vườn hồi nãy, những dải màu sắc đẹp vẫn còn đó. Biết bao nhiêu làn rung động mà chúng ta không cảm nhận được. Nhưng khi nhìn những cái khu vườn như vậy thì có lẽ chúng ta cũng muốn làm quen với người làm vườn. Người làm vườn, the gardener. Trong người làm vườn này, thấy anh ta có một vẻ hiền lành như đất. Anh ta có vẻ chú tâm đến công việc mình, có thể nói là mindful, chánh niệm. Anh ta biết hạt giống mình gieo là gì. Anh ta hiểu rõ cái môi trường mà mình tương tác. Chắc chắn là anh ta biết cái mục tiêu của anh ta là gì. Và anh ta có một vẻ an nhiên, tự tại, tự nhiên. Hình tượng chỉ gợi cho ta một cái sự ví von, một cái analog rằng những cái hạt giống này, những hạt giống này có thể được so sánh với tư tưởng và cảm xúc mà chúng ta có trong lúc này đây và trong tương lai, được gieo trên cái mảnh đất của cái thể, các thể của chúng ta. Hạt giống thế nào sẽ được gieo trên cái mảnh đất như vậy, thì kết quả thế nào có thể ta có tâm. Nếu ta tò mò, ta hỏi cái người làm vườn, vậy chứ bí quyết thành công của anh ta là gì mà anh ta lại có thể tạo được cái mảnh vườn đẹp đẽ như màu sắc như vậy, thì có lẽ câu trả lời có thể rất đơn giản. Gieo gì gặt nấy. Nói cách khác là karma. Câu trả lời của anh ta cũng là điểm gặp gỡ giữa
khoa học, triết học, tôn giáo, mọi tôn giáo lớn, kể cả công giáo. Trong Bible nói read, you read what you saw. Và Phật giáo hay là Ấn Độ giáo và nhiều cái tôn giáo khác cũng nói tới. Khoa học thể hiện read nhân quả rất rõ ràng trong hóa học, trong sinh vật, trong mọi ngành. Cái định luật về nhân quả thì chính câu trả lời này, you read what you saw, điểm gặp gỡ giữa khoa học, triết học và tôn giáo cũng là câu kết thúc của đề tài chúng ta. Xin được hay quá. Cảm ơn anh Quấn đã cho chúng tôi nghe được những cái một bài thuyết trình rất lại và có nhiều chi tiết mà chúng tôi hồi xưa giờ chưa có được biết. Bây giờ đến giờ thảo luận thì giống như những kỳ thảo luận trước đó, mình có những câu hỏi và những câu hỏi được đặt ra đó thì thuyết trình viên sẽ ưu tiên trả lời trước, rồi sau đó bổ túc thì những người xung quanh có những cái ý kiến gì bổ túc thì bổ túc thêm. Thì chúng ta có một số câu hỏi gửi từ xa đến, nhất là ở Việt Nam. Thì bây giờ mình chia ra mỗi câu hỏi của từ xa đến đó, rồi mình xen kẽ một câu hỏi của những người hiện diện tại đây. Như vậy nó công bình hơn. Tới chừng nào hết giờ thì thôi, có thể là không trả lời hết những câu hỏi. Nhưng mà mình trả lời từ được câu hỏi nào hay câu hỏi đó. Thì để câu hỏi ở xa trước. Câu hỏi xa trước, giờ viên đọc câu hỏi từ Việt Nam do Phúc gửi, câu số 1. Dạ, em xin đọc câu hỏi thể ở Việt Nam là Thông Thiên Học có hướng dẫn cách nhìn hào quang thể sinh lực không? Và xin vui lòng so sánh cách đó với lại những cách khác, với lại một người không qua tu tập có thể nào rèn luyện để nhìn thấy hào quang không? Trước hết thì trên cái tinh thần hãy đến để cùng nhau khám phá. Nếu mà nói là cùng nhau khám phá thì tất cả chúng ta coi như là một, thì có thể là sự trả lời đến từ, không nhất thiết đến từ diễn giả mà có thể đến từ mọi người. Nhưng dầu sao cũng sẽ cố gắng trả lời. Thứ nhất thì Minh Triết Thiên Liên có hướng dẫn cách nhìn hào quang thể sinh lực hay không? Thì trong cái website của một nhóm mà thân hữu, một nhóm thanh niên phụng sự Theosophy, thì trong website tên là Theosophy, phụng sự Theosophy.org, thì có ít nhất là 3 bài nói về thể phách, tức là thể sinh lực. Thì trong 3 bài đó có hướng dẫn cái cách nhìn cái thể phách có. Và nếu mà câu hỏi là có cách nào để cho một người bình thường không qua tu tập trải nghiệm được việc nhìn thấy hào quang không, thì nếu mà nói hào quang là cái biểu lộ của cái thể cảm dục đó, thì và cho một người bình thường, không biết nói người bình thường là ý nào, nhưng mà xin cố gắng trả lời câu hỏi này. Có lẽ trên quan điểm của Minh Triết Thiên Liên đó, thì cái khả năng mà thấy được hào quang là một trong những huyền năng hay quyền năng gì đó. Thì cái quyền năng nó sẽ đến một cách tự nhiên khi cái trình độ tinh thần, tâm thức của người đó đến ngày đến giờ, giống như bông hoa kia đến ngày đến giờ thì nó nở. Và nếu mà có phương pháp nào để cho một người bình thường, tức ta hãy giả định một người bình thường, tức là một người ở cái trình độ tâm thức của nhân loại hiện giờ, thì theo muốn thì chắc không có cách nào ngoại trừ là cái cách hãy kiên nhẫn và đừng nhớ tới nó. Và cái phương pháp này có thể đòi hỏi đến vài chục, vài trăm kiếp để mới có được quyền năng để thấy được hào quang. Cho nên có lẽ cũng nên quên đi. Rồi còn có ai bổ túc câu hỏi này trả lời cho người ở Việt Nam không? Câu hỏi là sách Thông Thiên Học thì có hướng dẫn cách nhìn hào quang, cái này có chứ không có. Thì trong cái quyển Etheric Body của Lipiter đó, phần sau đó có nói về cách nhìn hào quang của những người mà chưa có phát triển những khả năng hào quang. Thì ông nói có bác sĩ Kilner
ông dùng cái những cái màn trắng. Ví dụ cái người đứng ở phía sau này có một cái màn đứng trước mà màn màu tối. Rồi cái người observer, cái người nhìn đó thì nhìn qua cái màn đó đối với người đó thì con mắt mình nó sẽ thay đổi những cái ở trong giọng mạc của mình đó, nó bị thay đổi đi. Thành ra thấy những tần số nó khác tần số của đôi mắt bình thường. Rồi sau đó họ nhìn ở đó khoảng 30 giây hoặc là 1 phút. Thì họ nhìn ngay, họ nhìn tới cái người mà họ muốn quan sát qua một cái màn, nghĩa là cái màn lợt hơn, thì họ thấy có một dòng hào quang xung quanh. Mà sự thật cái hào quang đó như anh muốn nói đó, là đó là hào quang của thể phách thôi, chứ không phải là không thấy hào quang của thể vía, tức là thể tình cảm. Mà muốn thấy hào quang thể tình cảm á, thì trong sách có nói là khi mình có những cái khi mình chưa phát triển đó, mình thấy được, nghĩa là những cái dân bộ lạc hồi xưa đó, họ dễ thấy những cái hào quang, những cái cõi trung giới lắm. Họ thấy những cái hào quang cõi trung giới, tức là cái thể vía cõi trung giới. Hay là họ dùng những loại thuốc, họ thoa vào mắt, hay là dùng uống những loại thuốc nào đó làm cho phát triển gọi là thông nhãn bậc thấp á, nghĩa là quyền năng tâm linh bậc thấp á, họ có thể thấy được. Nhưng mà cái đó là tạm thời. Trong Minh Triết Thiên Liên nó không có khuyến khích mình tập cái đó, chỉ nói cho mình biết thôi. Thì đó là cách nhìn của người thường để thấy. Thì khi mà con người phát triển, con người mất cái khả năng đó, tại vì con người phát triển cái hệ thống neuros, nghĩa là hệ thống thần kinh mà bình thường đó, chứ thần kinh đối giao cảm là sympathetic thì nó bị trầm lắng lại, nó không còn ấy nữa, thì thành ra mình không có thấy được những cái hào quang như cõi trung giới như là những người đó. Yeah. Còn cái câu hỏi này thấy hào quang không, vậy là coi như câu hỏi này đã trả lời xong. Vậy ở quý vị ở đây hồi nãy chị Vân đưa tay. Chị Vân có câu hỏi gì không? Tôi có một câu hỏi là trước hết á, thì tôi cảm ơn anh Huấn làm anh hùng thế bạn. Và tôi xin là rất là hoan nghênh các vị anh hùng cứu quốc khác. Bây giờ tôi có câu hỏi á. Không, nhưng mà chị nói anh hùng cứu mạng ở đây không ai hiểu hết. Chị phải nói tại sao? À dạ, là tại vì đáng lẽ anh Hiệp xếp cho tôi vào tháng 2, nhưng mà anh Huấn đã thế cho tôi. Tại giờ tôi là anh Hiệp xếp cho tôi vào cuối năm, thì tôi hoan nghênh các vị anh hùng cứu mạng nào khác. Lời lại cũng chưa mà. Bây giờ câu hỏi của tôi á là khi mà chúng ta ngồi ở một chỗ công cộng, như là ngồi trên xe buýt hay ngồi ở một chỗ hội họp công cộng, ngồi sát với người bên cạnh, thì hào quang người bên cạnh có ảnh hưởng gì mình không? Và nếu mà mình ngồi cạnh người xấu đó, có hào quang xấu đó, thì làm sao để tránh? Dạ, anh muốn trả lời câu hỏi. Tất cả chúng ta đều tương tác với nhau trong cái thế giới của cảm xúc lẫn trí tuệ. Thì ngồi kế bên một ai đó thì có lẽ chúng ta cũng có những làn rung động phát ra từng giây từng phút. Thì nếu câu hỏi trả lời rằng liệu cái ảnh hưởng, cái cảm dục của người kế bên mình có ảnh hưởng gì đến mình hay không, thì có lẽ câu trả lời sẽ dựa trên một cái nguyên lý là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Đến đây mình chỉ nghĩ được đến đó, là cái gì nó giống nhau thì nó sẽ rung động. Cho nên nói một chừng mực nào đó thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái người kế bên mình hay không, là ở chỗ cái làn rung động của người đó và làn rung động của mình nó có giống nhau hay không, một tần số hay không. Giả sử như người đó đang rất nổi giận mà trong lòng mình rất thanh tịnh, thì chắc cái làn rung động nặng nề kia nó không có lý do, nó không có tìm phương cách nào để nó làm cái tâm đang thanh tịnh của mình bị lung lay. Một cái thí dụ đại khái là vậy. Xin mời các anh chị. Mời chị Thứ. Tôi nghĩ là có ảnh hưởng. Vì ngày xưa đó tôi nhớ ở nhà tôi, bà chị bà tổ chức vượt biên, xong rồi có mấy người họ đến và họ cũng muốn vượt biên đó. Thì tôi ngồi cạnh một cái bà, tự nhiên tôi ngồi cạnh gần thôi, không có sát mà nước ấy, cho người khó chịu lắm. Thành ra tôi nghĩ là cái thể vía của bà ấy có ảnh hưởng, hoặc thể phách gì đó, nó làm cho mình khó chịu. Nếu mà cái người mà nó không hợp, nó mình khó chịu thật. Còn nếu mà một người mà họ rất là vui, họ bước vào phòng thì mình cũng sẽ vui lây. Hoặc là người hoảng sợ họ bước vào thì những cái sự xúc động của người ta sẽ ảnh hưởng đến mình. Quý vị nào còn có
ý kiến đồng bộ tốt cho câu hỏi có ảnh hưởng nào khi mình ngồi gần người khác, mà nhất là trong cái những cái xe bus hay là xe lửa chẳng hạn đó, hai người ngồi cạnh nhau thì tại vì nếu chưa có thì tôi nói sơ sơ là tại vì cái hậu quả nó ra khỏi cơ thể con người khoảng 16-18 đến gì đó, tức là nó ra khỏi một khúc dây lịch. Thành ra chắc chắn là nếu người gần thân xác gần nhau á, thì hai cái hào quang này phải chồng với nhau, chắc chắn là nó vậy. Thì Vướng cũng nói là có ảnh hưởng nếu mà cái tần số rung động á, nó giống nhau. Nhưng mà sự thật á, nếu mình không có đủ nghị lực á, đủ cái tâm lực để mà giữ mình á, thì nó bị ảnh hưởng xấu lắm. Nếu một người thường á, đúng thì nói là những người có tần số rung động cao rồi họ không có bị ảnh hưởng, nhưng mà sự thật người bình thường bị ảnh hưởng. Yeah. Thành ra ngày xưa là có cuốn sách nói về chân sư đó, yeah. Là những ở quanh vùng họ hay đến họ ngồi trước cửa chân sư để họ được hưởng những sự rung động tốt của chân sư. Yeah. Thì có cách nào để tránh không? Thì câu hỏi kia. Có cách nào để tránh không? Yeah. Tôi có câu hỏi để tránh đó. Khi ngồi xe bus mà gần quá có tránh rồi đi chỗ khác. Cái đó là rất hay. Nhưng mà ở trong sách tôi nói là muốn tránh đó, thì mình gọi là cái cell, cái vỏ. Cái vỏ thứ nhất là mình thường thường là cái vỏ thể phách, cái cell á, chung quanh này nè. Cái thể phách là cái thể màu xanh này nè đó. Thể phách tức là cái hào quang của sức khỏe, hồi nãy Quân nói đó, là hào quang của sức khỏe ở trong người nó phát ra đó. Thì mình tưởng tượng như là xung quanh mình nó có một cái vỏ xung quanh của cái thể này nè. Cái vỏ nó không phải hình cầu, không phải hình bầu dục. Hình bầu dục là vỏ của thể vía, nhưng mà cái vỏ nó hơi xung quanh mình cách chừng 4 inch, còn thể vía nó xa hơn là 12-18 inch. Thì mình tưởng tượng mình lập lên cái vỏ. Cái câu này cũng vừa hổm có người hỏi tôi, nói mình chung đụng nhiều người quá, mình đi interview hay là đi phòng dịch cho người ta, rồi mình làm sao mình tránh ảnh hưởng của người ta. Thì tôi có nói là đọc cái quyển Eucalyptus Double, nó có nói là lập lên cái vỏ, tạo lên cái vỏ thì mình không có nó, tránh bớt cái sự ảnh hưởng xấu của người ta đối với mình. Thì nếu biết cái vỏ như thế nào thì mình đọc kỹ những cái trong quyển sách, ở đây thì không có thời gian đọc những cái vỏ. Cái nghĩa sơ về cái vỏ, làm sao là tạo được cái vỏ? À, do cái tư tưởng. Tư tưởng. Như hồi nãy cái Vũng nói đó, cái tư tưởng mình. Dùng tư tưởng của mình. Dùng tư tưởng của mình tạo ra cái vòng quan thẳng. Tạo ra cái chiều cái bằng trắng á. Chỉ ráng tập một vài chục tiếp mới được. Thì nó phía sau này, phía sau phía ngoài này nó đậm đặc lại. Nó cản lên những cái cả những bệnh hoạn, cả những cái bệnh hoạn này kia, hay là những cái rơm, là những cái con vi trùng này kia đó, nó cũng không xâm nhập được, nó xâm nhập với mình đó. Con thấy là anh nói là mình ngồi gần thì ảnh hưởng vào cái xấu đúng không? Thì nếu mà ảnh hưởng mình xong mà mình về xa, mình biết là mình có cái xấu vô người mình, thì cái xấu đó nó có giữ trong cái của mình rồi nó tan đi, hay là nó giữ hoài, hay là mình phải bị theo đó luôn? Em muốn hỏi là nó tan không hay là thì tùy theo người. Nếu mình nếu cái tư tưởng mình mạnh đó, mình không mình ảnh hưởng chút xíu thôi, còn nếu như người yếu kém nhiều quá thì họ phan chị trả lời hay là chị hỏi? Dạ, bạn hỏi. Bây giờ một câu hỏi ở Việt Nam trước. Nếu hết câu hỏi kia đó, tại mình xen kẽ nhau, để tại vì những người ở xa họ gửi câu hỏi mà mình không trả lời họ thì họ thất vọng kinh nghiệm. Giờ mời đọc câu hỏi số kế bên đi. Dạ. Nếu nhìn thấy xung quanh một người hay một vật có ánh sáng trắng ôm sát bề mặt thì đó gọi là hào quang hay là mắt mình có vấn đề? Dạ. Yeah. Yeah. Theo cái tài liệu của Josephine mà mình mới vừa biết, mà cùng nhau mới vừa biết, thì hào quang của thể cảm dục nó là cái vùng ánh sáng nó rộng, bao trùm khoảng 3 feet ngoài cái thân thể, thì nó có nhiều màu sắc. Còn ở đây câu hỏi là nếu chỉ là màu cắn xung quanh cái thể thì có phải là hào quang hay không? Thì nếu dựa theo cái tài liệu này thì có thể nói là chắc là không phải, nhưng mà có thể đó là cái rung động, cái hào quang của thể sinh lực chăng. Cũng theo mở ngoặc ở đây,
có lẽ cũng nên đi thử mắt, có khi mình bị quán gà chẳng. Nói thật. Ai có ai trả lời câu hỏi này cho người Việt Nam không? Bởi vì câu hỏi nó họ rất là serious chứ không phải là họ chẳng hỏi chơi. Dạ, mời chị. Dạ thưa tôi, theo như tôi đọc sách, mấy cuốn sách mà của anh Nhật Châu Mượn đó, thì có nói là các vị mà đến, các vị chân sư đó, thì nhiều khi cảm thấy được như là họ cảm nhận mà nó không có thật là rõ ràng, nhưng mà có những cái gì đó ánh sáng nó tỏa ra mà nó bao bọc người ta. Và trong các sách khác cũng như là các Phật giáo này cũng nói là khi chúng ta là người tầm thường mà tu đó thì nên gần, đến gần các bậc cạo đạo cao đức trọng đó để mình nhận được cái hào quang tâm linh tốt đẹp của các ngài đó, nó ảnh hưởng đến chúng ta và nó làm cho giúp cho chúng ta thanh lọc. Thành ra cái hào quang đó mà tôi nghĩ đó, nó tốt hay nó xấu mà nó ảnh hưởng đến mình đó, nhiều hay ít là ăn thua ở mình. Nếu mà mình có cái hào quang tốt đó, thì đồng thanh tương ứng thì mình dễ thu nhập cái hào quang tốt vào người mình hơn và mình giữ nó hơn. Còn nếu hào quang xấu nó vào với mình đó, tôi nghĩ nó cũng vào, nhưng mà bởi vì đó, nó không có đồng một cái level, thành ra nó dễ ra đó. Thành ra tôi thấy cũng có trong sách cũng có nói, mà chính tôi cũng cảm nhận chẳng hạn như đó, mình tới mình ngồi gần một người nào đó lạ mà mình cảm thấy tự nhiên nó khó chịu. Tức là có cái gì đó giữa mình với cái người đó, tức là mình thấy nó kỳ, cái tự nhiên mình muốn bỏ ra đi. Nhưng mà khi học về những cái hào quang này tôi thấy nó có cái lý. Không, cái câu hỏi nó hơi khác chút xíu. Nghĩa là xung quanh có một lớp ôm sát bề mặt, một lớp nhỏ, một lớp ngắn thôi. Thì đó là có phải là hào quang hay không? Chứ hồi nãy giờ mình nói hào quang tổng quát. Nhưng mà câu hỏi là những cái lớp tôi vẽ, cố tình vẽ nó hơi đậm chút xíu đó, cái lớp màu xanh này nè, màu xanh xung quanh nè, nghĩa là cái người hình người này là màu hồng, nhưng màu xanh khoảng 1-2 ly thôi, chừng 2 ly, 20 mm thôi, thì đó là cái thể phách chứ không có gì khác. Tôi nghĩ cái đó là hào quang. Dạ. Nhưng mà với mắt thường mà bình trần mà theo như cá nhân tôi thì tôi nghĩ là tôi không nhìn thấy. Dạ. Được, nhưng mà tôi biết đó là hào quang. Dạ. Thật ra đó thì đây thể phách là bao quanh thể xác, xâm nhập vào thể xác nó khoảng chín hơn 90%. Thể phách ở trong này và nó đó ra chút xíu khoảng mấy mm. Dạ. Rồi từ đây đó nó phóng ra những cái expression nó tia ra đó, thì cái gọi này là hào quang, cái vùng ở ngoài này gọi là hào quang. Dạ. Còn cái vùng mà ôm sát bề mặt như câu hỏi đó, nó xung quanh này tôi vẽ khoảng 1-2 mm đó, là cái thể phách. Cái người đó có thể là họ thấy được cái thể phách chứ không phải là thấy hào quang thể phách. Hào quang thể phách thì nó gọi là hào quang sức khỏe cũng vậy, nó ra khỏi khoảng 4 inch như lời muốn nói đó. Đó thì đó là giải thích hỏi. Dạ, dạ chị. Chắc là trường hợp đặc biệt lắm thì mắt người ta mới nhìn thấy được thể phách, chứ giống như con mèo nó thấy ma đó. Dạ. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp đó. Người tại đây hồi nãy chị Mai với dạ. Thường thường các vị thánh đó, nó có cái trên đầu có những cái hào quang đó, thì cái đó cái hào quang nó có đúng là thật sự không? Cái quan hào đãi hình như có cái hào quang vị thánh này không? Chị hỏi cái này gì? Là một cái số hình, một cái vị thánh tâm đẹp tượng trưng vậy đó đó. Rồi thấy hình nhầm nhầm vậy không? Dạ dạ. Rồi như vậy là có đúng chứ là cái nhờ muốn trả lời câu hỏi. Dạ theo em thì có lẽ cái hình chỉ có ý nghĩa biểu tượng những vật nào đó. Ví dụ ánh sáng vẽ xung quanh đầu chắc có lẽ chỉ là mang tính chất biểu tượng của minh triết hay bác ái vân vân. Quý vị nào có câu hỏi, có câu trả lời nào để giải đáp cho chị Mai bằng lòng với câu trả lời chưa? Tôi quên thêm chút xíu nữa cho nó rõ hơn chút được không? Thêm chút xíu hả? có cái, ai có trả lời về câu hỏi cái dòng hào quang trên cái phần hào quang trên đầu á, nó tụ tập lại. Mình thấy mọi người có cái phần hào quang trên đầu. Cái đó là đúng là biểu tượng mà thôi. Đó. Mà nhưng mà theo trong sách nói đó thì những người nào mà phát triển cao đó, cái luân xa bảy trên này đó mà phát triển mạnh đó thì nó cũng đưa ra cái hào quang mạnh. Và các vị thánh đó là cái luân xa bảy các ngài rất là mạnh. Và người ta vẽ cái đó là vẽ cái tượng trưng thôi. Để biểu tượng rằng đó là cái vị đã theo tôi nghĩ là cái phần hào quang đó là người nào có thông nhãn thì sẽ nhìn thấy đúng của những vị thánh. Đúng rồi nha. Chứ còn mình thì mình không thấy đâu. Rồi mình không thấy đâu. Cho nên khi vẽ cái đó là những người không có thấy rõ. Những người thông nhãn họ mới thấy được. Đúng rồi. Thì trong sách của ông Lipeter đó, ông có vẽ ba cái hình của thể vía Sabadi của một người Sava là người đã mang hoang dã đó.
thì nó có những cái màu sắc rất là u tối mà tùm lum như vậy, nó không có đều nhau nữa, nó xung cái xung quanh này nè nó không có đều, và màu họ sắc có những cái màu đỏ bầm rất là nhiều, nó tượng trưng cho sự giận dữ hay là dã man đó, quan dã đó. Còn cái người bình thường á thì nó tốt đẹp hơn một chút, và cái thể trí họ đã phát triển có cái màu vàng trên đây chút xíu ở trên đầu. Nhưng mà đối với người development á, tức là các vị thánh là thuộc về cái những người phát triển rồi, thì cái màu vàng của thể vía nó rất là rõ ràng, và bằng chanh như hồi nãy muốn nói đó là bằng chanh, chứng tỏ rằng cái trí của họ phát triển rất là mạnh, tức là cái minh triết đó. Thành ra những vị mà hồi xưa ở ở thời Trung Cổ đó, những họa sĩ thời Trung Cổ đó, họ thấy, nhưng mà cái họ thấy cái này nổi bật lên, những cái mặt hào quang, những cái màu sắc sắc đó, thì nó lợt thôi, nhưng mà cái phần hào quang ấy, màu vàng này nè, nó nổi bật lên. Thành ra họ vẽ cái những hình vị thánh là những vị gì, cái hình vẽ của họ luôn luôn có những hào quang trên đây, mà cái đó là có thật chứ không phải là tưởng tượng. Thành ra cái phần này họ vẽ tròn chút xíu, thành ra cái phần hào quang trên đầu rồi. Đó là trong sách của ông Limiter, tôi so sánh ba cái thì mình thấy rõ ràng là những vị thánh họ có phát triển cái dòng hào quang rõ ràng, mà họ vẽ tròn lại một chút xíu. Đó là câu trả lời. Có ai bổ túc câu trả lời này không? Rõ quá rồi. Trong khi đọc những cái tài liệu về thiền á, sách về yoga này nọ, thì họ có đưa lên mấy tấm hình chụp cái hào quang của người đang ngồi thiền như người bình thường, thì hai cái nó khác, hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi. Mà hồi nãy anh cũng nói là không chụp hình được cái đó, nhưng mà sách vở đã đưa lên cho mình đó, thì mình nghĩ thế nào? Hay là vì tạo có máy thì chụp? Theo tôi nghĩ cái đó cũng vẫn là thể phát chẳng, tại vì tất cả những cái gì thuộc về physical đó là máy móc này các thứ là thể phát rồi, không thể nào bắt được thể vía đâu. Bây giờ nếu hết câu hỏi này, mọi duyên đọc câu hỏi kế tiếp của Việt Nam. Xin đọc câu hỏi tiếp. Khi nhìn được hào quang thể phách thì có tác dụng gì trong việc chữa bệnh? Khi nhìn được hào quang thể phách thì có tác dụng gì với việc chữa bệnh? Câu trả lời có thể gián tiếp vừa trước thế này. Khi nhìn được thể xác của mình nè, mình nhìn được thể xác của mình thì có ích lợi gì cho việc chữa bệnh hay không? Thì nếu hỏi cách đó một cách gián tiếp thì câu trả lời có thể là chưa. Nếu chỉ nó nhìn thể xác mình á, nó chỉ có ích lợi cho sức khỏe mình nếu mình có hiểu biết về vấn đề sức khỏe. Thứ nhì là mình sẽ có những hành động thích hợp để điều chỉnh cái sức khỏe của mình. Thì có lẽ tương tự vậy, nếu thấy được thể phách mà mình không hiểu biết gì về thể phách, không hiểu biết được những cái tương tác giữa các thể với nhau, và giả sử có hiểu đi rồi mà mình không hề có những hành động thích hợp thì hiểu thì cái thấy đó trở nên không có lợi. Theo yeah. Đúng như vậy. Yeah. Xin mời các anh các chị. Hôm trước học về thể phách đó thì mình cũng biết là những cái tia nó đi ra đó, đi thẳng như thế là chứng tỏ là người khỏe mạnh. Còn cái người nào mà yếu đó thì là những cái tia nó đi qua đó, màu xanh đó, là nó rũ xuống như thế này. Thì khi nào nếu mình nhìn được cái hào quang thể phách, mình sẽ biết là nó đi thẳng hay là nó rũ xuống. Thì từ đó mình sẽ khuyến khích cái người đó là phải tập thể dục hay là làm cái gì kia để tăng cường sức khỏe thôi. Chứ còn mình không phải bác sĩ, mình đâu có biết. Cái tia nó rũ xuống là nó rũ xuống toàn thể chung quanh sát thân hay là chỉ ở chỗ cơ quan của mình? Rũ toàn thể cả người nó yếu, sinh lực nó yếu là cái nó không có phát là mạnh được, nó không có phóng ra những cái tia mạnh như vậy. Vì đó là những cái prana nó đi ra, từ vì lúc nào nó cũng phóng ra từ cơ thể mình hết, nhưng mà nó phóng một cách yếu ớt cho nên nó tới nơi nó gục xuống. Rồi có ai bổ túc câu trả lời? Bổ túc thêm tí xíu nữa là trong sách mà chúng ta học á, thì nó có nói đến ở trong thực vật á, tức là cây cỏ nó cũng có cái vòng hào quang chung quanh của nó và nó có cái màu sắc và rung động của nó. Thì trong quá khứ á, một số vị thần y á, thí dụ như là Hoa Đà hoặc Biển Thước gì đó, thì người ta thường thường là những vị đó người ta có thông nhãn,
và người ta có sự hiểu biết bên trong, tức là những người đó có thể nói là những người đã bước vào vòng trong rồi, tức là thí dụ như là có được điểm đạo rồi, họ có học về minh triết thiêng liêng và họ biết ý nghĩa của từng màu sắc, từng rung động ở trong cây cỏ và trong con người. Thành ra là họ biết được là những cái vị thuốc nó như thế nào, nó rung động như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến cái căn bệnh nào mà nó xuất hiện trong cái thể phách của con người. Vì vậy mà họ mới lập ra những toa thuốc. Nhưng mà dần với thời gian thì cái nó bị mai một đi, và những người về sau này không có cái thông nhãn đó, rồi dần dần nó bị sai lạc tam sao thất bổ này kia, thành ra cái phần mà minh triết thiêng liêng nó bị biến mất đi. Là ta chỉ bắt chước những cái toa thuốc cũ trước đây thôi, chứ ta không có biết được những cái bí mật bên trong đó. Mà những cái bí mật đó thường thì nó được giữ kín ở trong thiên nhiên, không có tiết lộ ra cho người bên ngoài, tại vì tiết lộ thì có hại nhiều hơn. Thì làm ra do đó mà cái sự việc đó là nếu mà chỉ nhìn thấy cái hào quang không á, mà không biết được những cái bí mật ở bên trong, tức là huyền bí học bên trong, thì nó cũng không có giá trị gì cả. Thành ra cũng không nên thấy làm gì. Cảm ơn thầy. Quý vị nào có một phút. Dạ, chị Vân. Tôi xin kể một cái mẩu chuyện ngắn thôi, do cái ý của anh Chánh vừa nói đó, về ông Hoa Đà đó. Thì có một lần, ông Hoa Đà thì ông nổi tiếng rồi. Thế có một lần có một người thiếu phụ trẻ đẹp mới đến nói với ông ấy là xin một toa thuốc gì để mà giết chồng từ từ. Thì ông mới nói rằng là nếu mà ông ấy suy nghĩ, mà nếu bây giờ ông không nhận đó, thì cái người thiếu phụ này sẽ đi nhờ người khác để giết chồng. Thế nên ông mới bảo cái người thiếu phụ này là bây giờ đó về đó, cho chồng ăn cứ khoai mài nấu cái canh lươn, là cái món rất là bổ. Thì ít lâu ông chồng sẽ chết. Thế được ít lâu, quả nhiên cái người thiếu phụ đem đồ vật lễ vật đến tặng và nói rằng là nhờ ăn khoai mài với canh lươn mà ông chồng chết. Thì Hoa Đà rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao một cái món rất bổ như vậy mà lại chết được. Ông không hiểu tại sao, suy nghĩ mãi mà ông không hiểu. Thế có một cái người mà hôm ông mới thấy có một người mang một giỏ lươn đi qua. Ông gọi, ông mua hết cái giỏ lươn đó và ông đổ xuống đất. Thì ông thấy các con lươn nó bò ngang, nhưng mà có một con ngóc đầu lên. Và cái con ngóc đầu đó ông đem cho con chó ăn, thì con chó chết. Thì ông mới biết rằng là trong cái số lươn đó có cái con ngóc đầu lên là cái con đầu. Và ông chồng của bà này đã ăn nhầm cái canh lươn mà gặp cái con lươn đầu đó cho nên chết. Thế một lần khác, có một anh đánh cá mới đến nói với ông rằng là bây giờ vợ anh ấy trở ra từ hồi nửa đêm giờ mà không sanh được, xin ông cái toa thuốc gì để sanh cho dễ. Thì Hoa Đà mới thề rằng là bây giờ nếu mà mình không biết thuốc đó, mà mình cho đó, thì lại lỡ lại giết một mạng người nữa. Cho nên ông không trả lời. Và ông bảo người nhà rằng đi lấy một thau nước lạnh cho ta rửa mặt. Thì anh kia, anh đánh cá kia lại tưởng là ông bảo đi về lấy nước lạnh cho vợ rửa mặt. Anh mới về, anh lấy nước lạnh, anh mới rửa mặt cho vợ. Thì bà vợ khỏe khoắn và sanh cho anh là đứa con trai. Thì anh mang con cá lớn đấy, anh biếu ông Hoa Đà. Thì ông Hoa Đà ông mới làm hai câu thơ là vận khứ hoài sơn năng trí tử. Tức là cái vận mà qua rồi đó, thì canh hoài sơn là canh bổ cũng có thể chết người được. Còn phước lai thanh thủy khả thôi sinh, cái phước mà nó đến đó, thì nước lạnh cũng có thể cứu người. Tôi góp thêm ý về cái vấn đề nhìn cái hào quang đó. Thì hồi trước ở Sài Gòn nó có một cái ông lương y, mà ông ấy đông khách lắm. Thì mỗi ngày là khách hàng đến ngồi chung quanh phòng khách của ông ấy. Xong rồi ông đi ra có một thằng nhỏ đi theo để ghi chép. Ông chỉ nhìn mặt thôi, nhìn mặt người này ông bảo thằng nhỏ ghi chép thuốc nào. Xong rồi một lượt như thế đó là mỗi người có một toa thuốc mang về. Thì tôi nghĩ ông đó là ông nó phải nhìn thấy hào quang của người ta, ông mới nhìn thấy là đúng là cái bình gì đó mà ông cho thuốc. Dạ, cái đó cũng có thể. Thật ra thì trong sách Minh Triết Thiêng Liêng á, có nói một phần nhưng mà không có nói rõ lắm. Thí dụ nói như bệnh epilepsy là bệnh động kinh á, thì cái hào quang nó bên trong đó là trở nên đục và nó trở nên quạt sờ, nghĩa là nó bị ấy rồi, nó có màu xám. Chết liệu trong đó màu xám nhiều trong đó, hay là bệnh hysteria là tính cuồng loạn đó, thì nó có như thế nào chẳng hạn, có nói chứ không phải không có nói. Thì bà Dora Kahn này nè, bà cũng có giúp cho những cái người chữa bệnh, bà nhìn hào quang, bà nói cái chỗ đó tôi nghi là có bệnh đó, bệnh ngay chỗ vùng gan chẳng hạn, cái vùng đó nó thay đổi như thế nào trong hào quang đó,
thì bà giúp cho người ta chữa bệnh, chứ bà thì không có khả năng chữa bệnh. Thật ra, nhưng mà bà có thông nhãn. Dạ, đó. Thì cái người y tá sẽ, hay là bác sĩ đó sẽ chữa bệnh theo cái hướng dẫn của bà. Chứ những người không phải là bác sĩ, nhìn thấy hào quang thì cũng không có giúp được gì. Đó là câu hỏi ở Việt Nam. Giờ tới câu hỏi ở tại đây. Thì có một câu hỏi muốn hỏi là sau khi chết, hào quang thể vía thay đổi thế nào so với lúc còn sống? Dạ, mời muốn trả lời câu hỏi. Dạ. Vậy cứ trả lời. Dạ. Câu hỏi là sau khi bỏ thể xác thì... Sau khi nghĩa là mất thì cái hào quang của cái thể vía nó có thay đổi so với lúc còn sống hay không? Dạ. Theo tài liệu nói thì sau khi bỏ thể xác thì thể vía của con người nó sẽ sắp xếp lại và cũng là rung động nặng nề nhất, nó sẽ bao bọc xung quanh ngoài cùng cái thể vía. Và theo cái luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, thì chính cái vòng ngoài của cái thể vía con người đó nó sẽ bị một cái lực hút khiến con người đó chỉ tỉnh thức ở cái sub field, cái sub lane của cái cõi cảm dục. Họ sẽ tỉnh thức ở cái cõi cảm dục. Đại khái nói tóm lại là sau khi chết thì thể vía con người có sự sắp xếp lại, và cái tầng ngoài cùng, cái lớp ngoài cùng là cái lớp rung động nặng nề nhất. Xin mời các anh chị. Xin mời các quý vị bổ túc câu hỏi, câu trả lời. Dạ. Thì có một lần mình trả lời lại là sau khi mình chết thì cái thể vía mình á hoàn toàn sắp xếp lại theo cái vòng đồng tâm, là cái vòng ngoài á là cái phần nặng nhất, là khi mình còn sống này nè là mình tạo cái gọi là cái chất liệu của cái vỏ ngoài mình, là những cái gì mà nặng trược nhất là mình đã tạo ở kiếp sống này rồi. Khi mình chết ra thì cái vật đó, gọi là vật liệu đó, nặng trược ở trên một cái thể vía mình. Và khi một cái thời gian là nó tan rã, tức là nó sẽ, cái thể đó tan rã từng vòng một theo cái vòng đồng tâm đó, thì mình mới đi lên được. Có ai muốn tốt câu trả lời nữa? Dạ, chị Vân, chị Vân. Vâng ơi. Dạ, theo như trong sách, trong cuốn Cõi Thần Giới thì có nói là mình có thể dùng ý chí để làm cho cái thể vía không sắp lốc. Và như vậy đó thì mình có thể lưu thông được trong cõi trung giới, mấy cảnh của cõi trung giới. Chị Tứ vậy thôi. Dạ, cũng vậy thôi. Cũng vậy hả? Xin chị đọc hỏi là hồi nãy tôi nghe không được. Sau khi chết, hào quang thể vía thay đổi thế nào so với lúc còn sống? Thì cái này có liên hệ đến khi mình một người chết rồi đó. Mà một người nhìn được thể vía đó có thể nhận biết được cái người thân nhân của mình hay không, nghĩa là nó có thay đổi hay không, phải không? Nghĩa là khi mình chết rồi đó, thể vía của mình có giống như con người thể xác hay không, thì cái đó, cái chính là chỗ đó, nghĩa là cái người ở trong cõi trung giới hay là người có nhãn quan của thể vía, thông nhãn thể vía đó, có thể nhận được cái người đó là cái người thân nhân của mình hay không. Dạ, mời chị. Dạ thưa, tôi thấy là không có thay đổi. Yeah. Cái thể vía của mình đó là nó là hình ảnh của cái thể xác của mình. Yeah. Dạ không có gì thay đổi hết. Yeah. Nếu chị nói về hào quang là khác nhau. Okay. Đúng rồi. Cái thể vía nó là bên trong, nó thì hào quang nó sáng đi, còn hào quang nó ra ngoài. Yeah. Cái ánh thì... sáng này tôi nghĩ là không. Yeah. Không có thì... cái gì thay đổi hay đó. Còn mình nãy nói là sắp xếp là mình chết là như vậy, còn cái sắp xếp đó là ăn thua, nếu mình có ý chí thì mình không cần sắp xếp. Yeah. Và mình sẽ lên vào ở một cái giai tầng nào mà mình có khả năng lên tới đó, chứ mình không phải buộc. Và nếu mình để nó sắp xếp thì nhiều khi đó là mình phải xuống cái bên dưới trước, rồi để nó tan rã ra rồi mình tuần tự mình đi lên được. Mà nếu có ý chí mình làm đó thì là mình không cần cái đó. Vậy tức là cái thể vía nó cũng có một cái tâm thức riêng của nó, và nó muốn tự vệ, nó không muốn rã ngay, thành ra nó mới cho cái vỏ ngoài ra để nó sống lâu được, chừng nào tốt chừng đấy. Yeah. Thì cái câu, đó là cái ham muốn sống của nó. Thì câu hỏi này thì nó hơi có vẻ chuyên môn một chút xíu. Thì mình nếu mình muốn giải thích câu hỏi này, mình phải đi sơ lược lại cái sơ đồ mà hồi đó giờ mình cứ đi qua đi lại hoài đó. Nghĩa là khi chết rồi bỏ thể xác thì sống ở trong thể vía, ở cõi trung giới và thời gian,
bỏ thể vía bên đây rồi lên cõi thượng giới mình sống trên thể trí. Thì khi xuống á, thì mình lập thành lập nên cái cõi thể hạ trí trước, rồi đến cõi trung giới mình lập cõi thể vía sau, rồi sau đó mới xuống thể xác. Thì mình chú ý chỗ này, mình thấy cái xung quanh cái thể vía này nó có chấm đó, tức là cái thể vía này nó mới được thành lập, nó không có giống như con người thật sự. Tại vì khi mà chân ngã đi xuống luân hồi đó thì nó qua, sau khi qua cõi hạ thiên, cái cõi trung giới đó, thì cái nguyên tử trần toàn của thể vía đây nè, nó rung động, nó kết hợp lại, nó thu hút lại những cái nguyên tử trường tồn, những cái nguyên tử bình thường của cõi trung giới mà đồng nhiệt với nó tạo nên thể vía. Mà cái thể vía này nó làm 100% nó giống như cái hình tướng, mà nó bằng nhau hết, nó trải ra rộng hết. Nhưng đến khi mà thành lập xuống đây, thành lập thể xác á, thì thể xác chưa thành hình thì nó đã có thể vía, mà thể vía trong cái tình trạng không có giống thể xác. Nhưng mà khi thể xác dần lớn lên đó, thì do những cái nguyên tử của thể xác nó rung động, nó thu hút những cái chất của thể vía, thành ra 90%, hồi nãy mình coi cái hình đó, 90% của chất liệu của thể vía đó nó thu hút vô cái hình thể của con người, thành ra nó giống con người. Cái gì theo dõi kẹt tăng, thì khi mà nó giống y hệt con người đó, thì mình sống ở đây có mấy chục năm, gần 100 năm, thì cái thể vía mà nó giống hình con người đó, phía trong á, bên ngoài là hào quang và bên trong là giống hình con người. Khi mà mình chết á, thì do cái quán tính, nguyên lý quán tính á, nó vẫn giống con người, nó chưa có tỏ ra hình tướng như cái phần mà mình mới xuống đây chấm chấm. Thành ra khi mình sống ở trong cái cõi trung giới đó, cái hình thể của mình bên trong vẫn giống như con người y hệt, và mình nhận được cái người thân của mình, nếu mình nằm chim bao hay là mình đọc những quyển cứu trợ vô hình này kia đó, hay là hình tượng một linh hồn đó, mình nhận được là do cái nguyên lý quán tính, nghĩa là cái những cái phần tử của thể vía đó nó thu hút bên trong, nó giống hệt như cái hình thể của con người đó. Thành ra câu hỏi là mình có thể nhận được những cái này, nhưng mà với thời gian đó thì cái nguyên lý quán tính nó dần dần nó mờ nhạt đi, và cái thể vía này nó tan rã từ từ mình lên đây. Thành ra đó là mình câu hỏi là nhận được phải không? Ủa? Đó thì nó là cái gì? Nghĩa là đại khái nó không thay đổi. Không thay đổi. Thành ra nhưng mà có một cái nguyên lý khác mà mình phải để ý. Không phải chị hỏi, khi cái thể vía khi mình còn sống và cái thể vía khi mình chết có khác nhau hay là không? Chị nói về hào quang thì nó không có thay đổi. Không có nói hào quang, chỉ nói hồi về thể vía thôi. Bây giờ hào quang thể vía. Chị hỏi hào quang. Thật ra hào quang với cái thể vía là một thứ. Dạ. Nhưng mà cái hào quang của nó thôi chứ đâu có. Hào quang là bên vòng bên ngoài. Hào quang là vòng ngoài, vòng quả trứng đó chị. Bây giờ mình nói vòng quả trứng biết người. Nghĩa là cái phần bên ngoài của thể vía là hào quang, còn phần bên trong nó giống như hệt con người, thì nó không thay đổi, nó giống như hệt. Rồi thì còn một cái nguyên lý khác mà mình để ý đó. Để ý cái này rất là quan trọng đối với những người lớn tuổi đó. Khi mình chết á, qua cõi trung giới đó, thì mình có giữ được cái hình thể giống y hệt như mình còn sống hay không? Ví dụ người đó già lụm cụm, lưng còng rồi thắt rồi, ví dụ người đó bị què chân chẳng hạn, có một chân thôi, thì lên trển mình còn cái hình thể đó hay không? Đâu không. Tại sao? Xin hỏi điện trả lời, sao không? Là bởi vì cái thể vía của mình nó lúc đó là nó hoàn hảo, mà nó là ở trong một cái thể vật chất nhưng mà nó thanh hơn. Thành ra là nó toàn vẹn hơn, nó không có bị giống như ấy, cũng như cái người già chết, nó giống như cái người đó nhưng mà là ở cái trẻ hơn. Trẻ hơn, thời trẻ hơn. Rồi có ai bổ túc không? Theo em thì mình bỏ thể xác thì tất cả những cái gì mà ở trên thể xác mình á, giống như anh nói người cục chân, người cục tay gì đó, thì cái thể xác đã bỏ rồi thì cái thể vía qua bên kia nó không còn, không có hình ảnh mà của cái thể xác nữa, thành ra là nó cũng là người bình thường lại, nó là một cái hào quang bình thường của từ đầu của mình. Theo nghĩ là vậy. Thật ra thì thể vía hay là thể tình cảm á, nó chịu ảnh hưởng rất là mạnh của cái tư tưởng của mình. Thành ra cái trong cái tiềm thức của mỗi người đó luôn luôn nghĩ rằng mình là đẹp,
Nghĩa là sống trong cái tuổi thanh xuân nhất á, cái tuổi mà đẹp nhất á, nghĩa là khoảng 30 tuổi là cái tuổi hoàn toàn full development á. Thành ra khi bà má tôi chết á, có đứa cháu nó nhìn thấy bà, ủa nó nói sao bà nội trẻ quá, giờ có một tuần sau nó nhìn thấy, mà có nhiều người vậy, nhìn thấy bà nội đi đứng đàng hoàng chứ không phải nằm chỗ hay là mọi cái kia. Thành ra đó, khi mà cái tiềm thức của mình á, nó luôn luôn nghĩ rằng mình là lúc trẻ trung thanh xuân. Thành ra khi mình chết mình là như vậy. Thành ra mình biết được cái này mình rất là hữu hiệu, hữu ích trong cuộc sống của mình. Nếu mình không biết như vậy đó, mình nghĩ rằng mình què thì mình què thật sự. Bởi vì cái thể vía của mình nó đâu có giống như là cái thể xác mình đâu. Dạ. Nó đâu có hình tướng của cái thể xác nặng trược của thể xác mình đâu. Tại vì những phân tử nó rất rất là dễ uống nắng chị. Nó giống nhưng mà nó không có cái không biết là cái chất mà vật chất mà nặng trược như cái thể xác của mình nó khác hoàn toàn, nhẹ nhàng hơn nhiều. Và còn một cái yếu tố thứ ba nữa mà tôi sẵn lên nói luôn á, là do cái người khác nhìn mình. Thí dụ người đó nhìn người này quen rồi, biết người này hồi cái tuổi già rồi, thì họ thấy mình già thật sự là do cái tư tưởng của họ thấy mình. Nhưng mà phần chính á, là tư tưởng của mình á, là mình thường thường đó là mình cái tuổi thanh xuân chứ không phải là cái tuổi già ốm yếu rồi lưng còn rồi. Cháu tôi nó cũng giống như cháu anh á, nó nằm mơ thấy ba tôi qua đời ít lâu thì nó thấy ông khỏe mạnh lắm, trông trẻ lại. Dạ, đó đúng rồi. Thành ra mình biết cái này mình có lợi lắm. Mình đừng có qua bởi rồi mình nói mình cứ đau lưng nhức mỏi quá. Mình đau lưng nhức mỏi thật. Dạ, mời anh. Cái câu này cũng như là mình hồi trước có đề tài là sau khi mình chết. Dạ. Thì có khác gì với cái đời sống ở này không? Dạ. Thì đa số những cái câu trả lời là sau khi mình chết thì cũng giống như là trong lúc mình sống, cũng quan niệm mình đang giàu là đang giàu. Một người mà bị thương ở chiến trận khi mà chết thì vẫn thấy mình bị bắn vẫn còn máu me như thường đó, là nhưng mà mình xem lại đó là sau khi mình chết thì mình ở Việt Nam, mình cũng sống ở trong một cộng đồng Việt Nam, mình nói tiếng Việt Nam, nghĩa là không có thay đổi. Thì có một cái số mà email chính chắn hơn và nghiên cứu rõ hơn, đó là tùy theo cái thời gian mà ở sau khi mình chết. Ví dụ như sau khi mình chết mà một thời gian nữa mà tâm thức mình lên cao, thí dụ trong cái khoảng mà trung giới nó có bảy cái cảnh đi, thì những cái cảnh cao hơn thì mình đã trở về con người gần như thật của mình. Thí dụ những người đi xe lăn, những người què đó là không còn nữa, là một nhận thức khác, tức là một con người mình nó hoàn hảo hơn, trẻ trung hơn theo cái ý mình sử dụng ý chí trong lúc cái thể vía, trong thời gian sau khi mình chết thôi. Thật ra mình thời gian lâu hơn rất là quan trọng, mình học hỏi được minh triết thiêng liêng rất là quan trọng. Mình chết mình sẽ không có què hoặc phải là linh còn là có mỏi nữa. Anh chị nói rất là rõ là cái chuyện ba người lên thôi. Bây giờ đã hết giờ thảo luận, bây giờ mình bắt đầu mình học về cái bài học của mình. Mời chị con đặt cái đoạn này để mình học rõ được. Chắc là chị cũng lâu quá giờ. Trang 112, tôi đọc phần kế tiếp. Chúng ta cần cái đoạn thứ 3 gần mé cuối. Kế tiếp chúng ta cần phân biệt những loại nghiệp quả như sau: nghiệp quả chín mùi, the right karma, sẵn sàng gây ra những biến cố không thể tránh khỏi trong kiếp hiện tại. Nghiệp quả thuộc bản chất tính tình của con người, tự biểu hiện qua các khuynh hướng, được tạo ra do những kinh nghiệm tích trữ. Nghiệp quả này có thể sửa đổi ngay được trong kiếp hiện tại bằng chính năng lực chân ngã đã tạo tác ra chúng trong quá khứ. Nghiệp quả đang tạo trong hiện tại sẽ tạo ra những biến cố và tính tình cho tương lai. Xa hơn, chúng ta thấy rõ khi một người tạo nghiệp của chính mình, họ cũng có liên hệ với những người khác. Vì vậy, họ trở nên là một thành viên của những nhóm khác nhau như gia đình, quốc gia, chủng tộc, và với tính cách là một thành viên, họ dự phần vào nghiệp chung hay cộng nghiệp, the collective karma. Trong những nhóm đó,
Ta thấy việc nghiên cứu nghiệp quả rất là phức tạp. Tuy nhiên, một khi đã nắm vững những nguyên tắc chính yếu về tác động của nghiệp quả, thì cũng không khó khăn lắm để chúng ta có một quan niệm tổng quát về đường hướng chung của luật ấy. Còn những chi tiết chúng ta có thể sẽ nghiên cứu khi có nhiều thời giờ và dịp thuận tiện. Mặc dù có hiểu rõ những chi tiết hay không, điều quan trọng hơn cả là hãy nhớ rằng mỗi người tự tạo nghiệp quả cho chính mình, cũng như tự tạo những khả năng và giới hạn cho chính mình. Vì vậy, ở một thời điểm nào đó, con người hoạt động với những khả năng mà họ tự tạo trong giới hạn do chính họ áp đặt, họ vẫn là họ, linh hồn đang sinh động, có thể làm tăng thêm hay làm suy yếu những khả năng để mở rộng hay thu hẹp giới hạn của họ. Chính con người đã rèn sợi dây xích để trói buộc mình, và con người có thể mài giũa cho đến khi nào nó đứt ra, hay là lấy búa tán thêm cho nó chắc chắn hơn. Con người sống trong căn nhà do chính họ tự xây cất, họ có thể cải thiện cho nó đẹp đẽ thêm, hay để mặc cho nó hư hỏng, hoặc là xây cất lại nếu muốn. Chúng ta thường nặn đất sét mềm dẻo thành hình thể theo trí tưởng tượng, nhưng đất sét rồi cũng khô và cứng, và giữ nguyên hình dáng mà ta đã nặn. Có một câu cách ngôn đã diễn tả điều này của Histopadista như sau, do Sir Edwin Arnold phiên dịch. Bạn hãy xem, đất sét khô cứng như sắt, nhưng người thợ gốm vẫn nặn đất sét. Định mạng là chủ nhân hôm nay, con người là chủ nhân của ngày hôm qua. Như thế, chúng ta là chủ nhân của tất cả những nghiệp quả tương lai của mình. Những gì làm trở ngại cho chúng ta hôm nay chính là kết quả những gì chúng ta đã tạo ra hôm qua. Tôi xin tóm tắt lại. Theo minh triết thiêng liêng, con người làm chủ vận mạng của chính mình. Không một vị thần linh nào có thể giáng họa hoặc ban phúc cho con người một cách vô cớ. Tất cả mọi hành động, tình cảm hoặc tư tưởng của ta đều sẽ có phản tác động trở lại cho chính ta. Bà Bessang nói, con người sống trong căn nhà do chính họ tự xây cất, và không có điều gì xảy ra cho một người mà họ không xứng đáng phải nhận lãnh. Chúng ta có thể phân biệt tóm tắt các loại nghiệp quả như sau. Nghiệp tích lũy. Cái thứ nhất là nghiệp tích lũy là tổng số những nghiệp quả do con người tạo ra từ nhiều kiếp trong quá khứ. Khối nghiệp quả này rất lớn do nhiều kiếp trong quá khứ. Con người còn dã man, lạc hậu, chưa phân biệt được thiện ác đã gây ra. Cái thứ hai là nghiệp quả chín mùi, là những nghiệp quả mà con người phải trả trong kiếp sống hiện tại. Nghiệp quả chín mùi này là một phần nhỏ được trích ra từ nghiệp quả tích lũy. Vì nghiệp tích lũy rất nhiều, con người không đủ sức trả hết trong một kiếp, cho nên phải chia ra để trả trong nhiều kiếp. Ta có thể chia nghiệp quả chín mùi làm hai phần. Nghiệp tác động ngay lúc sinh ra như dị tật bẩm sinh, đuôi mù, câm điếc. Nghiệp này không thể thay đổi. Và nghiệp treo phải trả từ từ trong suốt kiếp sống, như phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, bệnh nan y hoặc bị tai nạn lúc trung niên vân vân. Loại nghiệp này có thể thay đổi một phần nếu biết sống theo nếp sống lành thiện. Và cái thứ ba là nghiệp chung hay cộng nghiệp. Do sinh ra trong gia đình, làng xóm hoặc quốc gia, con người phải chịu chung nghiệp quả của gia đình hay quốc gia đó. Tuy nhiên, mỗi người trong cộng đồng còn có nhân quả riêng, cho nên sẽ trả nghiệp chung nặng nhẹ tùy cá nhân. Ví dụ, người Việt Nam phải chịu nghiệp quả của chiến tranh, nhưng có người vẫn không bị ảnh hưởng đau khổ do chiến tranh tạo ra và còn được thoát ra sống ở nước ngoài. Nghiệp quả thuộc bản. Cái thứ tư là nghiệp quả thuộc bản chất, tính tình của con người. Do tính tình, khuynh hướng mà con người luôn tạo thêm nghiệp quả tốt hoặc xấu. Ví dụ, tính tham lam sẽ tạo nghiệp quả nghèo khó trong tương lai, hoặc gom vào tích lũy nghiệp sẽ phải chịu nghèo khó trong những kiếp sau. Tính hay giúp đỡ người khác sẽ tạo ra cuộc sống đầy đủ tiện nghi cho tương lai, hoặc sẽ gom góp làm cho nghiệp tích lũy tốt đẹp hơn để dùng cho những kiếp sau. Tóm lại, mỗi người tự tạo nghiệp quả cho chính mình, cũng như tự tạo những khả năng hoặc giới hạn cho chính mình.
Mà tôi thấy có một cái mà tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta đang ở trong cái trường hợp cộng nghiệp. Mình đang học trong thông tin học là cộng nghiệp, cái nghiệp này tốt, sẽ dùng rất nhiều cho tương lai. Quý vị nào có câu hỏi hay là có ý kiến gì bổ túc cho chị Loan không? Chị tóm tắt gì quá rành rồi. Quá rành rồi hả? Nếu không có câu hỏi hay là bổ túc là mình đọc cái đoạn thứ hai kế tiếp nhau để mình đọc sau. Giờ mời chị Mai. Dạ. Mời chị Mai đi. Bây giờ thì Mai thì giống như cũng nhà người nhà sinh với anh chị, là tại vì không có nghe đọc cái này thì nó cũng hơi ấy ấy gì đó, nhưng mà đều thôi kệ, nặng cho lớn một chút ha. Đáng lẽ là mấy anh chị phải giống như mình lắng nghe rồi được không, hay là cả cả cút này luôn ha. Dạ dạ. Thì Mai Tơ kế tiếp là bây giờ chúng ta hãy xét theo thứ tự sự phân chia các loại nghiệp để có thể nghiên cứu dễ dàng hơn. Ba nguyên nhân gây nên những kết quả tác động lên người đã tạo ra chúng và lên những người bị ảnh hưởng. Nguyên nhân thứ nhất là tư tưởng. Nó là yếu tố mạnh nhất trong sự tạo ra nghiệp quả của con người. Vì năng lượng tư tưởng của bản ngã, the self, là tác động trong chất liệu thể trí. Chất liệu tinh vi của thể trí hợp thành vận cụ của cá tính, the individual survival. Còn chất liệu thể thô kệch của thể trí cũng đáp ứng rất nhanh đối với mỗi rung động của tâm thức bản ngã. Những rung động mà ta gọi là tư tưởng thì hoạt động trực tiếp của chủ thể tư tưởng làm phát sinh những hình thể của chất liệu thể trí hay những hình tư tưởng. Chúng sắp xếp và uốn nắn thể trí như ta đã thấy. Mỗi tư tưởng làm thay đổi thể trí và khả năng tư tưởng trong mỗi kiếp tái sinh kế tiếp được tạo nên do sự suy tưởng của những kiếp trước. Một người có thể không có quyền năng tư tưởng, không có khả năng của thể trí. Vì thế, người ấy không thể tự tạo khả năng ấy bằng cách kiên nhẫn lặp lại những điều đã suy nghĩ. Tuy nhiên, những hình tư tưởng ấy người ấy tạo ra bị mất đi mà vẫn còn mãi như chất liệu cho khả năng. Chúng sẽ tụ hợp lại trong một nhóm nào đó của những hình tư tưởng và phát triển mạnh hơn mỗi tư tưởng thêm vào, hoặc sáng tạo một hình tư tưởng cùng loại. Biết được luật này, có người dần dần tự tạo nên những khả năng trí tuệ như họ ý họ muốn, và chắc chắn họ có thể làm được một cách chính xác như người thợ nề xây dựng một bức tường. Sự chết không là một trở ngại cho công việc của họ, vì sau khi chết họ được tự do thoát khỏi sự ràng buộc của xác thân, làm dễ dàng cho tiến trình tổng hợp của các hình ảnh của tư tưởng quan năng xác định mà chúng ta gọi là khả năng. Con người sẽ mang theo những khả năng này vào kiếp sau ở cõi trần, và một phần não bộ của xác thân mới được hình thành để thích ứng như là một cơ quan dành cho cơ năng này phát triển. Theo cách thức đã được giải thích trước đây, tất cả những khả năng đó hợp lại thành thể trí cho một đời sống nơi cõi vật chất. Não bộ và thần kinh hệ được hình thành để giúp cho sự biểu lộ của thể trí nơi cõi trần. Như vậy, hình ảnh cái trí được sáng tạo trong một kiếp sẽ xuất hiện như là những đặc tính và những khuynh hướng của kiếp sống khác. Vì lý do này mà trong kinh Unibhas có nói, con người là một sinh vật của sự phản tỉnh. Những gì mà con người suy tự tư tưởng trong đời này
gì mà con người suy tư trong đời này sẽ thành bản tính của họ trong đời sau. Đó là định luật. Họ sẽ tạo thành đặc tính trí tuệ của chúng ta được đặt hoàn toàn vào đôi tay của chúng ta. Nếu ta kiến tạo điều tốt thì hoàn cảnh sẽ thuận lợi và hữu ích. Nếu ta kiến tạo điều xấu thì ta phải chịu thiệt thòi. Vậy đặc tính của thể trí là sự biểu hiện của nghiệp quả cá nhân do chính người ấy tác động tạo ra. Dạ xin hết. À, mà mình có cũng tất cả cái mình có cái ba cái năng lượng để tạo ra nghiệp quả là tư tưởng, tình cảm và hành động. Mà yếu tố tư tưởng là mạnh nhất. Tư tưởng gồm có hai phần. Tư tưởng trừu tượng phát sinh từ thượng trí, trên cõi thượng giới vô sắc tướng. Và tư tưởng cụ thể phát sinh từ hạ trí, ở cõi thượng giới sắc tướng. Khi một người suy tư, thể trí của họ thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu, tùy theo sự suy tư điều tốt hay xấu. Nếu mà thường xuyên suy tư theo chiều hướng tốt lành thì thể trí của họ sẽ theo chiều hướng tốt hơn, và kiếp sau họ sanh ra với một thể trí mới sáng suốt, rất là tốt đẹp. Trái lại, họ thường có những tư tưởng xấu xa, ích kỷ thì trí của họ dần dần trở nên xấu xa. Và kiếp sau họ có thể trí mới cũng xấu xa. Não bộ và hệ thần kinh tốt hoặc xấu đều do ảnh hưởng của tư tưởng. Ví dụ một người mà có quyền lực đàn áp, bắt bớ những người mà có cái tư tưởng trái nghịch mình á, thì kiếp sau ông ta sẽ trả quả là có một bộ não thần kinh trì độn, kém phát triển. Một cái thí dụ khác là thí dụ như một vị thầy giáo mà đem hết tâm tư truyền dạy cho những điều tốt lành cho học trò, thì kiếp sau chắc chắn là sẽ có một trí óc thông minh sáng suốt. Dạ hết. Quý vị có câu hỏi nào để đặt ra để chị Mai trả lời? Nói về, nhấn mạnh về tư tưởng, cái năng lực thứ nhất là tư tưởng đó, rất là nhấn mạnh. Như hồi nãy Quốc cũng có nói đó, mỗi tư tưởng là mỗi tình cảm của mình đó, có sự rung động, có thay đổi cái thể trí và cái thể vía của mình. Vì vậy quý vị có câu hỏi nào về vấn đề này không? Sao bữa nay ít người ta có hỏi? Tại vì chắc sợ mà chị đọc có nửa trang mà chị tóm tắt hết ba trang nè. Thật ra người ta nói là giống như văn hay thì chẳng luận đọc dài, mà mình thì quá là dài. Nhưng mà tại vì Mai cũng không có biết tóm sao mà cho nó rút lại. Là xin mấy anh chị Mai, chị nói hay là cái chỗ là cái thể trí, là cái tư tưởng mình. Dạ. Nó dễ sợ lắm. Dạ. Có nhiều người họ bị theo rất là tốt, mình tưởng như vậy, nhưng mà nhiều khi nó không như vậy. Nhưng mà tất cả những cái gì mà mình phát ra hành động là do cái đầu mình. Với lại nó có tư tưởng, nó lại có màu sắc, nó có hình dáng. Cho nên khi mà mình tư tưởng lành nó thì làm như là mình là một vị phúc thần để mà ban cho người khác. Yes. Em biết phải vậy không? Dạ đúng. Đã trúng rồi con. Cảm ơn. Chị nói quá đầy đủ, thành ra bà con còn câu hỏi nào nữa đâu. Dạ. Chị nói là khi mình có tư tưởng tốt này kia đó thì nó liên hệ đến cái bộ óc của mình, tức là kiếp sau của mình đó. Nó do tư tưởng tốt của kiếp này mà kiếp sau của mình có bộ óc thông minh hay là sáng suốt. Yes. Hoặc là bộ óc trì độn này kia đó đều là do tư tưởng của mình kiếp này hết. Thành ra nếu mình biết được luật nhân quả, cái chapter này, cái chương này là nói về luật nhân quả. Yes. Thành ra mình áp dụng vô rất là tốt, nghĩa là hàng ngày mình phải giữ cho tư tưởng. Tại vì tư tưởng nó mạnh hơn cả tình cảm và hơn cả thể xác nữa. Nếu mà cuộc đời mình cũng do tư tưởng. Bắt nguồn từ tư tưởng. Dạ, dạ. Nếu mà không có câu hỏi, mời người thứ ba đọc, người thứ ba. Dĩ nhiên, mời Nhiên đọc. Dạ, em xin đọc tiếp cận thứ ba. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý đến việc tư tưởng của người này cũng ảnh hưởng đến những kẻ khác.
Những hình tư tưởng đó hợp thành thể trí của chính người ấy và phát ra những rung động, tạo trở lại những hình tư tưởng dưới hình thức những hình tư tưởng phụ. Thường những rung động này được trộn lẫn với dục vọng, thu hút thêm một số chất liệu cõi tình cảm. Như tôi, Annie Besant có đề cập đến vấn đề này ở một nơi khác và đã gọi những hình tư tưởng phụ này là những hình tư tưởng trí cảm dục, astral mental images. Những hình thể đó rời khỏi kẻ tạo ra chúng và tự kéo dài sự sống gần như độc lập, nhưng vẫn giữ sự ràng buộc bằng từ lực với kẻ đã tạo ra nó. Chúng đến tiếp xúc và ảnh hưởng những kẻ khác. Bằng cách đó, chúng tạo nên những nghiệp quả liên kết giữa kẻ khác và những người tạo ra chúng. Và điều này còn gây ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường tương lai. Vậy, khi tạo thành những sự việc đó, chúng sẽ ràng buộc con người lại với nhau, tốt hoặc xấu ở những kiếp về sau. Điều này mang đến trên đường đi của chúng ta, những người giúp đỡ cũng như những người gây trở ngại, những người đem lại lợi ích cũng như những người làm tổn thương ta, những người yêu thương ta một cách tự nhiên, dù ta không đem lại lợi lộc gì cho họ, nhưng cũng có những người thù ghét ta, dù trong đời này ta không làm điều gì tổn hại họ. Nghiên cứu những kết quả này, chúng ta nắm vững một nguyên tắc quan trọng. Khi ta sản xuất những tư tưởng có đặc tính trí tuệ và đạo lý, chúng tác động lên ta và giúp ta định đoạt được mối liên kết với nhân loại trong tương lai do hiệu quả của chúng đối với kẻ khác. Dạ, em xin tóm tắt đoạn này. Và chúng ta biết rằng những hình tư tưởng của chúng ta sẽ tạo nên thể trí của chúng ta, và những hình tư tưởng này rung động tạo nên những hình tư tưởng phụ khác. Những hình tư tưởng phụ này sẽ trộn lẫn với dục vọng và thu hút những chất liệu khác của cõi tình cảm, mà tạo nên một cái gọi là hình tư tưởng của trí cảm dục. Những hình tư tưởng này có đời sống gần như hoàn toàn tách rời khỏi chủ thể tư tưởng đã tạo nên nó và có đời sống gần như độc lập, nhưng mà chúng vẫn liên kết với những người tạo ra chúng bằng từ lực và đến tiếp xúc và ảnh hưởng những kẻ khác, do đó tạo nên nghiệp quả liên kết giữa người này với người khác. Những sự liên kết này xấu hay tốt tùy theo những hình tư tưởng đó là những hình tư tưởng xấu hay tốt mà sinh ra những điều chúng ta thấy trong thế gian này, là sự thù ghét hay sự yêu thương giữa con người với nhau. Do đó chúng ta có một nguyên tắc là nếu chúng ta sống mà tạo nên những hình tư tưởng có tính chất đạo lý và trí tuệ thì chúng sẽ tạo nên những nghiệp quả tốt của chúng ta đối với môi trường chúng ta sinh sống, chẳng những cho kiếp này mà còn cho những kiếp về sau. Dạ em xin hết. Cảm ơn Duyên. Cô Duyên rất là chuẩn bị rất là kỹ và học thực làm luôn. khỏi nói vậy luôn. Quý vị có câu hỏi nào về cái đoạn này không? Tôi góp ý. Dạ, góp ý đi. Chị góp ý gì? Hồi nãy đó mình có cái hình bìa đó, thì trong cái hào quang thể vía của cô đó là có mặt đứa bé. Thì đó thì nó cũng phù hợp với cái đoạn này, tức là cô cứ nghĩ tới đứa con của cô ở ngoài thì nó tạo ra một cái hình tư tưởng cảm dục, tức là có cái chất liệu thể vía luôn, nó nằm trong cái vía của cô ấy. Dạ, đúng rồi. Giờ chị Bắc. Thưa ông, thấy là cái trường hợp gần đây nhất đó là trường hợp mà anh Đức, đám ma của má anh Đức. Anh Đức. Mà cái hình của anh ấy, hình ảnh của anh ấy đứng ở trong cái đám người xung quanh, mà làm sao cái hình của anh ấy nó lại vào góc của cái hình bà cụ. Hôm nay anh ấy có đến đây, anh ấy đưa cho coi cái hình. Tức là anh Đức, anh ấy có đưa những cái tư tưởng, anh có đưa sách thông thiên học cho bà cụ học và anh có giảng giáo lý cho bà cụ. Và đến khi mà bà cụ mất ở trong cái đám tang bà cụ đó, cái hình chụp đó, của bà cụ đó, mà để mà đưa ra mộ đó, thì trong đó ở một góc đó có hình anh Đức trong đó. Đúng rồi. Thì cái bữa mà mình họp ở đây, đáng lẽ anh Đức ảnh giảng cái bài đó. Nhưng mà anh Đức ảnh mất đám tang, bữa đó là đám tang chính đó, bữa là bữa đó. Thì anh Nhật có thấy anh Đức giảng cái bài Cõi Trung Giới. Thì
khoảng 12 giờ đó ở đây họp đó, họp xong đó, mình ăn gần xong rồi, anh có tới đây, anh đưa mấy cái hình chụp, không phải là Photoshop đâu, hình chụp rõ ràng, anh cái hình chiếu rõ ràng là cái hình của anh này đứng một đám đây, một cái hình khác ở trong cái hình nữa của bà cụ đang cầm cái một người cầm cái hình của bà cụ đó, rồi anh đứng kế bên. Thì ảnh nói không biết tại sao vậy, thì tôi cũng không có giải thích được là tại sao. Có thể là do bà cụ bà nghĩ tưởng về ảnh nhiều quá, tại vì lúc bà cụ gần qua đời đó, mấy tháng trước đó, ảnh có đem giáo lý Thông Thiên Học về cõi trung giới để giảng cho bà cụ hiểu, rồi bà cụ rất là thích, bà cũng đọc một những sách như Hành Trình Bậc Linh Hồn hay là điều kia đó, ảnh khuyên đọc thì bà cụ bà rất là hạnh phúc. Thì có thể là bà cụ bà anh Đức vì dẫn dắt bà cụ nhớ được như đó. Thành ra lúc động tư tưởng những cái hình đó, nếu quý vị muốn coi á, bữa hổm có một số người coi thôi, tại vì về gần hết rồi, lúc đó khoảng 1 giờ, thì tôi nói anh Đức sẽ đem trở lại những cái hình đó cho quý vị coi. Vậy mình giải thích như thế nào? Có thể nghĩ là cái hình tư tưởng đó là hình tư tưởng của anh Đức do bà cụ tạo ra lúc bà cụ còn sinh thời. Bây giờ nó còn tồn tại và nó bám theo cái áo quan của bà cụ, hay là nó bám theo rồi nó hiện ra trong cái bức hình? Cái đó mình cũng không có biết được chính xác, nhưng mà mình thấy rõ ràng cái đó không phải là Photoshop. Không, cái đó là cái hình thật chụp được đó. Mình có thể giải thích theo hai cách. Là bây giờ về anh Đức, về cái gia đình anh Đức đó, mình thấy bữa đó là nhiều mình người ở đây, mình đi tham dự đám ma. Đám ma mấy người đó là đạo Công giáo, là tất cả những cái thủ tục, những cái hành lễ gì đó là theo Công giáo. Nhưng mà bà mẹ của anh Đức á, là nói là đã đọc sách Thông Thiên Học từ ở Việt Nam, rồi qua đây là trước khi chết á, bà vẫn còn đọc cái cuốn quyển Trung Giới, bà làm dấu để đó luôn. Đã trong những cái thời gian chót của cuộc đời bà là bà đọc sách Thông Thiên Học không ạ. Còn về cái hình thì anh Đức thì anh không muốn theo những cái những hành lễ đó theo Công giáo, mà anh thấy những cái cáo phó hay là cái phân u và tất cả đó, ổng lợi nhà tôi làm dùm cho ảnh, là ảnh bỏ cái thánh giá bỏ ra ngoài, tất cả bỏ để cái vòng hoa thôi, thì ảnh muốn chung không có liên hệ với một cái Công giáo đặc biệt, Công giáo không, thì ảnh muốn chung cho tất cả của đạo giáo. Thì cái đó là mình làm. Còn cái hình mà cái đó đó mình giải thích theo cái hiện tượng mà quang học của ổng, mà tôi nói với anh Hiệp đó là vấn đề quang học thôi. Thí dụ một cái người chụp ảnh ở đây và một cái người mà bưng mà cầm cái hình mà có cái kiến đó với anh Đức, thì cái này nó gọi là cái phản chiếu theo cái góc phản xạ của ánh sáng, cái hình nó vô gọi là hứng ánh sáng đó. Thì cái màn mà hứng ánh sáng là cái hình của anh này, thì anh Đức ở đây là rọi vô thôi. Đó là về khoa học. Còn về cái tư tưởng mà hình ảnh vô thì tôi không thể giải thích được. Chắc là giống như cái gương thôi. Nhưng mà con cái là ảnh đứng xéo. Cũng như cái hình đó là ở đây, mà ảnh đứng đây. Mình nhiều cái người chụp hình. Chứ không phải là một thì đó, nếu mà anh đứng chung với nhiều người thì tất nhiên là nhiều người trong cái kia, mà tại sao có mình ổng? Thì tại vì nó lại cái góc độ nó đúng exactly người anh vào, nó chỉ đủ cho người anh ấy thôi. Thì có cái sự trùng hợp như vậy thôi, nhưng mà mình không có thể giải thích được là thí dụ như một cái màn ảnh lớn như thế này, một cái khung hình lớn như thế này đây, thì cái hình đó là cái hình của bà mẹ anh, thì anh cầm. Thì cái hình của anh Đức đứng ở xa rọi qua là nguyên một cái tấm hình của anh Đức ở trong cái này, hình bán thân đàng hoàng. Theo tôi nghĩ là mình có thể là tạo một cái hình đoán thôi, thì cũng như là những cái người đó mà chẳng hạn như là một bà mẹ đó mà mất đi đó, mà khi ở xa con mà nghĩ tới con nhiều đó, nhiều khi con nhìn thấy được mẹ mình qua cái đó, thì tôi nghĩ là khi bà với anh Đức đó là có liên hệ chặt chẽ với nhau, và cũng như là đó, nhờ anh đó mà nói với bà về vấn đề Thông Thiên Học, và khi mà bà qua được cái trung giới đó, là đúng như những cái điều mà bà học hỏi được,
và bạn nghĩ tới anh nhiều. Và có thể đó, vì cái tư tưởng nó nhiều đó mà nó hiện lên một cái gì, cũng như là cái tư tưởng của bạn nghĩ đến anh mà nó ra một cách nào đó mình đoán như thôi, vậy mình đoán thôi. Thì bây giờ tôi sẽ nói với anh Đức kỳ sau anh đi học, kỳ này bữa nay là 100 ngày của bà cụ, thành ra anh không có đi học được, ở San Diego rồi. Thành ra kỳ sau anh sẽ đem những bức hình đó để quý vị đoán thôi chứ. Mình đoán cho chân sau. Thôi bây giờ mình còn đoạn chót nữa, mời chị. Chị cầm cái micro, chị cầm cái hình nhỏ. Tôi cầm cho, tôi cầm cho. Là năng lượng lớn thứ hai, còn có những ham muốn phát xuất khi chúng ta theo đuổi đối tượng quyến rũ từ ngoại giới. Trong con người luôn luôn có yếu tố của cái trí xâm nhập vào dục vọng, nên chúng ta có thể bao gồm chúng vào nhóm hình tư tưởng, mặc dù chúng biểu hiện chủ yếu trong chất liệu trung giới. Những dục vọng đó tác động đến chính con người đã tạo ra chúng và khuôn đúc nên cảm dục thể hay thể vía, the astral body, để rồi sắp xếp số phận của con người lúc bước vào cảm dục giới Kamaloka. Sau khi chết, nó cũng xác định bản chất của thể vía ở kiếp sau. Những tham muốn có nhiều thú tính như nghiền rượu, tàn nhẫn, dâm ô là căn nguyên chính của các chứng bệnh bẩm sinh, não bộ suy yếu bệnh hoạn, đưa đến tình trạng động kinh, tê liệt và nhiều loại bệnh thần kinh khác. Cơ thể thì bị dị tật biến dạng, trong trường hợp rất nặng là hình thù quái dị. Thú tính tham ăn quá độ bất thường tạo nên một dòng xích trên cõi trung giới, ràng buộc linh hồn một thời gian, phát vào thể vía hình dạng giống như loài thú có tính tham ăn tương tự. Điều này làm sự luân hồi bị chậm trễ. Khi cá nhân thoát khỏi cõi này, thể vía có hình dạng thú vật, đôi khi ghi ấn tượng những đặc tính của nó lên thể xác hay cấu tạo của hài nhi trước khi sinh, và là nguyên nhân của vái thai nửa người nửa thú thật khủng khiếp. Vì dục vọng là những năng lượng phát ra đeo níu vào đối tượng, nó luôn luôn thu hút con người đến môi trường mà nó có thể thỏa mãn. Lòng ham muốn những sự vật trần gian ràng buộc linh hồn hướng ra thế giới bên ngoài, lôi cuốn con người đến nơi nào có nhiều sự vật đối tượng của sự ham muốn. Do đó có câu, một người được sinh ra tùy theo dục vọng của người ấy. Chúng là một trong những nguyên nhân chỉ định nơi chốn luân hồi của con người. Cái năng lượng thứ hai của con người là sự ham muốn. Mặc dù những sự ham muốn đó nó là chủ yếu buổi biểu hiện trong cõi trung giới, nhưng mà có cái trí xâm nhập vào nên ta có thể gọi chúng là hình tư tưởng. Những dục vọng đó tác động lên chính con người đã tạo ra chúng và khuôn đúc lên thể vía, để rồi sau khi con người chết, nó sẽ xác định bản chất của thể vía ở kiếp sau. Những ham muốn có nhiều thú tính như nghiền rượu, tàn nhẫn, dâm ô là căn nguyên chính của những chứng bệnh bẩm sinh. Thú tính ham ăn quá độ bất thường tạo nên những tạo cho thể vía hình dạng giống như loài thú có tính tham ăn tương tự. Điều này làm cho sự luân hồi bị chậm trễ. Vì dục vọng là năng lượng phát ra, nó đeo níu vào đối tượng, nó luôn luôn lôi kéo con người đến môi trường mà nó có thể thỏa mãn. Lòng ham muốn những sự vật trần gian ràng buộc linh hồn hướng về thế giới bên ngoài, còn cứu con người đến nhiều. Đến nơi có nhiều sự vật đối tượng của sự ham muốn, do đó nên nó có câu, con người sinh ra là tùy theo dục vọng của họ. Đó cũng chính là nguyên nhân chỉ định nơi chốn luân hồi của con người. Dạ hết. À, chị bệnh mới hết thì năm ngoái chị bệnh rất là nặng, mà chị phải nằm nhà thương có mấy tháng, nằm 5-6 tháng. Mà chị mới hết thì tôi nói bây giờ chị đọc được chưa, chị nói được. Bây giờ chị đọc và chị tóm tắt rất là hay. Cái đoạn này nói về hình tư tưởng cảm dục.
À, vậy quý vị có câu hỏi nào về vấn đề này không? À, hay là có thêm ý kiến nào không? Chị Phấn, cười hoài. Tại vì cái câu cuối cùng ấy làm tôi nghĩ đến một chuyện này, nó làm tôi buồn cười. Yeah. Tôi rằng là nếu mình nghĩ tới chuyện nào thì sau này mình sẽ như thế. Yeah. Thế nếu bây giờ mình tưởng tượng mình giống như ông vua ấy, thì kết thúc mình sẽ thành vua. Không sai. Tôi nghĩ không phải như vậy đâu. Bởi cái trí tưởng tượng của chị nó không ảnh hưởng gì tới cái thể vía của chị. Cái sự tưởng tượng của chị nó đâu có ảnh hưởng tới thể vía đâu. Chị có thể vía nó mới xác định được cái bản chất thể vía của chị kiếp sau thôi, chứ cái trí tưởng tượng chị không dính líu gì tới hết. Cái đoạn này có nói mà. Cái tư tưởng của mình ảnh hưởng tới cái tư tưởng khác. Tư tưởng kia là cái bao che mình nghĩ tưởng tượng là nó lại là không tưởng hoài tưởng mình từ nhỏ tới lớn chắc là từ sau mình làm được. Theo dục vọng của người ấy. Dạ. Dạ. À, quý vị nào còn có câu hỏi hay là góp ý nào về cái động này không? À, giờ tránh ra. Dạ, tôi có góp ý thôi. Yeah, yeah. Thì người Mỹ người ta có cái câu là you are what you eat. Tức là anh như thế nào là do cái thực phẩm mà anh dùng. Thì đối với lại thể tình cảm hoặc là thể trí nó cũng giống như vậy. Tức là hai cái thể đó hay là cái sinh hoạt về tình cảm và sinh hoạt về lý trí nó cũng cần có cái thực phẩm của nó. Thì cái cách chọn thực phẩm nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hai cái thể đó. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể tạo nên cái thực phẩm. Thì như vậy cái vấn đề là chọn thực phẩm. Lấy ví dụ như là đối với lại thể tình cảm á, nếu mà chúng ta có những cái tình cảm trong sạch, hoặc là chúng ta đọc những cái quyển sách mà tốt đẹp, nó có sự thanh nhẹ, thì nó sẽ những cái rung động đó nó sẽ ảnh hưởng. Thì giống như cái bài của anh Huấn nói đó, nó đi theo ba cái hướng. Ngay khi mà chúng ta có cái tư tưởng mà tốt đẹp, nói về mặt tư tưởng hoặc là cái tình cảm, có cái tình cảm trong sạch đó, thì nó ảnh hưởng trực tiếp ngay tức khắc vào cái phần cuối của cái hào quang của mình. Cái phần nửa bên dưới đó, nó hiện diện ngay tức khắc. Nó giống như là mình ăn thực phẩm cho thể xác đó. Mà nếu là cay đó, thì mình sẽ bị cay ngay, hoặc là cái gì đó tức khắc. Còn nếu cái tình cảm trong sạch của mình á, mà nó cứ tiếp diễn liên tục, nó cứ lặp đi lặp lại hoài á, thì từ từ nó sẽ trở thành một cái cá tính của mình, và nó sẽ phản ảnh lên cái phần nửa phía trên của cái hào quang của mình. Nó có tính cách là vật manh anh hơn, thường xuyên hơn, nó stable hơn, nó vững chãi hơn, nó nằm ở phần nửa của cái hào quang phía trên. Tức là hai hướng rồi, một cái là hiện tại nằm phần giữa dưới, và một cái là phía bên trên, thì nó có tính cách vững chãi hơn. Và nếu xa hơn nữa đó, là nó sẽ được lưu giữ ở trong cái hạt nguyên tử trường tồn, để cho nó sẽ tạo thành một cái những cái thể mới trong một cái kiếp trong tương lai đó. Thì hai hướng rồi ha, một cái hướng. Và cái hướng thứ ba đó là khi chẳng những khi mà mình đọc một quyển sách mà có cái tính cách mà tốt đẹp á, thì nó sẽ cộng hưởng với lại cái tư tưởng mà mình tạo ra nữa. Tức là mình sẽ để nó đồng nhịp với lại những cái mà mình đang học. Ví dụ như ngày hôm nay mình học cái đề tài đó, rồi mình cũng có những cái tư tưởng của mình, thì mình tạo ra một cái loại thực phẩm khác, nó tung vào trong không gian đó. Thì nó sẽ đi tìm những người, nó tìm cái sự đồng nhịp, nó tìm có những người mà mình sẽ ảnh hưởng người đó. Và theo cái nguyên tắc, giống như một cái câu hỏi hồi nãy mà nguyên tắc mà bình thông nhau đó, ví dụ mình ngồi kế bên một người mà người đó đang có tư tưởng xấu chẳng hạn, thì ai ảnh hưởng ai? Thì cái nguyên tắc bình thông nhau á, nếu mà mình mạnh hơn người đó thì là cái nước nó sẽ tràn từ bên trái qua bên phải, thí dụ như vậy. Còn nếu mình yếu hơn người đó thì cái người đó đang lo âu thì người đó tràn từ bên phải qua bên trái, mình bị ảnh hưởng người đó, hoặc là mình ảnh hưởng người đó, hoặc là mình ăn cái thực phẩm của người đó, hoặc là mình cho người đó cái thực phẩm mà mình sản xuất ra. Thì cái đó là cái nguyên tắc mà đồng nhịp tương ứng với lại cái nguyên tắc bình thông nhau. Dạ, xin hết. Dạ, tôi có câu hỏi là ví dụ như về khoa nhân tướng đó. Ở đây trong sách có câu nói rằng là nguyên nhân của quái thai nửa người nửa thú thật khủng khiếp. Tức là về khoa nhân tướng đó, người ta nhìn mặt người, nhìn tướng người, người ta đoán. Thì có những cái người hình dạng chưa bắt giới hay là hình dạng này kia chẳng hạn, mà khoa nhân tướng người ta nhìn, người ta đoán biết được.
thì đấy, cái khoa nhân tướng nó có phải là một phần để mà cái tướng người đó nó xác định một phần cái nghiệp quả của người đó hay không? Có gì đồng ý? Có thể. Em mới mấy ngày trước em mới đọc một cái cuốn sách đó, cuốn sách tiếng Anh mà em mới đọc lướt qua một lần thôi, nhưng mà nói rất là kỹ về cái vấn đề cái phần nào trong cái đầu mình nó nở là nó liên quan đến cái gì nữa, thành ra bữa nào phải đọc lại cái đó, nó rất là quan trọng. Cái gì mình phát triển là cái phần nào đó trong cái đầu mình, thành ra nhìn cái tướng là người ta đã biết là cái người đó là nó có xu hướng như thế nào. Thì cái này nói về ham muốn tình cảm này kia đó, thì quả thật là những cái đó nó có ảnh hưởng tới bộ não của mình, giống như hiện tại cũng vậy đó. Từ mấy người trẻ mười mấy hai chục tuổi tập uống rượu rồi đó, thì lớn lên bộ não của mình chắc chắn là nó không có tốt rồi, nó suy nghĩ rất là chậm chạp, rồi đần độn, họ có thể bệnh động kinh này kia. Dạ, mời chị. Cái câu này anh Chánh nói cũng rất là hay, tức là người Tây phương mà nói là you are what you eat đó. Thành ra tôi có một cái DVD ở chỗ kia, bác sĩ nói với bạn tí nó mời các anh chị đến lấy để mang về xem, hoặc là cho các con cháu nó xem đó, cái đó nói về dinh dưỡng để ở trên cái bàn đó. Chị Thứ có đem lại hai cái DVD, một cái là cái bài trình bày của chị về thể phách lúc trước cách đây 3 tháng gì đó, với một cái DVD mà chị vừa nói. Quý vị nào muốn... bác sĩ nói với các bạn thì trong đó có nhiều ông bác sĩ lắm, toàn là mấy ông mà tốt nghiệp Harvard với những trường nổi tiếng. Thì mấy ông đang nghiên cứu về thực phẩm, rất là một cái DVD rất là dài, tôi xem nó tôi ngủ gục luôn mà nó vẫn chưa hết. Cái nghiên cứu thì lấy cái một cái đem về để trên kia. Nếu không có câu hỏi nữa thì mình chấm dứt để mình còn ăn tiệc tăng niên nữa. Julie có ý kiến gì? Em có góp ý thôi. Em muốn nối kết cái bài trình bày của anh Huấn ngày hôm nay, bài đọc của mình, và để trả lời cho chị Vân hồi nãy. Thì mình thấy rõ ràng là cái hình tư tưởng của mình nó ảnh hưởng cho chính mình và cho tất cả những người xung quanh, cũng như là trong cái môi trường mà mình phát ra những cái hình tư tưởng. Cho nên mình nên rất là có bổn phận để phát ra những cái hình tư tưởng tốt lành, positive. Một cái nữa là trong một cái môi trường lớn thì cũng giống như chị Loan đọc cái vấn đề mà cộng nghiệp đó, thì mình thấy rõ ràng là những cái hình tư tưởng đó nó rất là ảnh hưởng, và nếu mà trong một cái môi trường lớn thì ảnh hưởng nhiều hơn. Cùng một lúc câu hỏi của chị Vân hồi nãy nói, hỏi là trong cái hào quang trong cái môi trường đó thì nó có ảnh hưởng hay không. Rõ ràng là chắc chắn ảnh hưởng, vì hào quang là những biểu hiện của những hình tư tưởng của chính mình và tất cả những người xung quanh, cho nên là cái hào quang mà khi mà đứng trong một cái môi trường to thì dĩ nhiên là sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái hình tư tưởng tạo nên và tạo nên những cái hào quang của những người xung quanh. Cảm ơn Julie. Thì cái lời đó, thì cái tư tưởng của mình, tình cảm của mình đó, thì phát ra như Vốn nói đó là những rung động gì nó tạo nên cơ thể của mình tốt hay xấu. Ngoài ra cái rung động nó còn tạo ra một cái nữa là hình tư tưởng, mà hình tư tưởng thì có hình tư tưởng của cái trí và hình tư tưởng gọi là trí cảm dục, nghĩa là astromantel, nghĩa là vừa tư tưởng mà vừa cái tình cảm nữa, mà cái đó nó bền hơn. Ví dụ mình tạo ra, mình phát ra một tư tưởng, những làn sóng tư tưởng á thì nó qua rồi nó hết, có thể hết, nhưng mà cái hình tư tưởng nó có thể tồn tại rất là lâu, giống như một hình tư tưởng của hồi châu Á lực tích á, còn lại đó là hình tư tưởng của cái bài Kali, ác thần á, nữ thần Kali đó, thành ra vẫn thì hiện còn tồn tại và nó tác hại nhiều lắm. Thành ra mình phải, nghĩa là mình phải giữ gìn tư tưởng của mình với tình cảm của mình càng tốt hơn nữa. Thôi bây giờ đã hết giờ vậy, mời quý vị chuẩn bị đi làm. Lời nguyện cầu kết thúc buổi họp. Hỡi Atman, chân linh cao cả, toàn năng, toàn thiện, vô sở bất tại. Ngài là con là Ngài. Ngài như thế nào, con như thế ấy. Nguyện cầu lý tưởng này
luôn soi sáng cho tất cả chúng ta, và tinh thần huynh đệ thực sự luôn sống mãi với chúng ta. Nguyện cầu ân huệ từ các đấng chân sư trọn lành ban rải cho tất cả chúng sinh, hầu trợ giúp chúng sinh vững mạnh trên đường tiến hóa. Chúng con chân thành cảm tạ ơn trên đã trợ giúp chúng con sáng suốt để cùng nhau học hỏi trong buổi học này. Nguyện cầu vạn vật thái bình.